quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, nước ta đã có những thành tựu đáng kể trong công tác này. Và Việt Nam cũng được cộng đồng quốc tế đánh giá ghi nhận là một trong những điểm sáng về giảm nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, triển khai thì chúng ta đã gặp không ít vướng mắc khó khăn cũng như là đối mặt với nhiều thách thức. Và để giải quyết những vấn đề này cũng như là đối mặt với những xử lý những thách thức đó thì chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, kế hoạch về giảm nghèo gần đây nhất thì có thể kể đến kế hoạch uh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2021 năm 2025 trong đó thì có một số mục tiêu uh, cụ thể là tự, uh, giảm nghèo đa chiều bao trùm bền vững uh, hỗ trợ uh, các uh, gia đình nghèo hộ nghèo hạn chế tái nghèo, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, đồng thời là hỗ trợ các địa phương nghèo ở vùng ven biển, hải đảo, bãi ngang thoát nghèo, thoát khỏi tình trạng nghèo đặc biệt khó khăn. Và để làm rõ hơn những vấn đề này, ngày hôm nay thì báo điện tử Việt Nam Net tổ chức chương trình tọa đàm giảm nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai vị khách mời đặc biệt ạ. À. Tôi xin trân trọng giới thiệu Ông Trần Văn Sinh, chuyên viên cao cấp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Vâng, xin đã, chào. Chào ông ạ. À, vâng ạ, vị khách mời thứ hai của chúng tôi là ông Phạm Hồng Đào, Phó Tránh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên ạ, chúng tôi xin phép được gửi đến ông Trần Văn Sinh. Thưa ông à uh, uh, xin ông cho biết một số những thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo an sinh xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những thời gian gần đây ạ. Vâng, xin uh, chào uh, khán thính giả. Như là các cái quý vị cũng đã biết là với trên cái cái vai trò vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cái việc tham gia để thực hiện cái giảm nghèo bền vững thì uh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là uh, có hai cái 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 chức năng nhiệm vụ chính về vấn đề này. Thứ nhất là động viên nhân dân và tổ chức thành cái phong trào là giảm nghèo bền vững để mục tiêu là không để để ai bị bỏ lại phía sau. Mà như trong cái giai đoạn mới, chính phủ đã ban hành cái chương trình mục tiêu tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 21 26 và tầm nhìn đến năm 2030. Thì trong đó là có trách nhiệm của mặt trận là tham gia và tổ chức thành cái phong trào của vận động và như quý vị cũng đã biết là đối với mặt trận à, từ trung ương xuống đến là cấp xã và đến ban công tác mặt trận đó là trọng tâm là 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 tổ chức vận động cái nguồn lực à, thông qua cái ủng hộ quỹ nghèo để góp một phần để cùng với nhà nước để giúp cho người nghèo để mà bớt nghèo. Việc thứ hai là với mặt trận thì thực hiện cái uh, nhiệm vụ Đấy, mặt trận đây theo nghĩa rộng gồm có mặt trận tổ quốc và các cái tổ chức thành viên Đấy, trước hết là các cái tổ chức chính trị xã hội như về phía mặt trận bọn tôi cứ hay nói nó gọn rút gọn lại đó là công nông thanh phụ kỵ có năm tổ chức chính trị sau cùng với mặt trận để mà thực hiện cái uh, việc là công tác là giám sát và phản biện sau ạ. À, vâng ạ, cảm ơn ông bạn. À, thưa ông Phạm Hồng Đào, được biết việc hoạch định các chính sách về giảm nghèo trong giai đoạn vừa qua đã có những thay đổi rất căn bản. Vậy cụ thể là như thế nào ạ, thưa ông? À, xin uh, chào quý vị, à, cái chính sách giảm nghèo này thực ra được áp dụng ở Việt Nam thì cũng là từ rất lâu rồi và đã trải qua một quá trình thì đạt được các cái kết quả. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có các hạn chế. Thì cái điều này thì chúng ta đã biết. Và để đạt được các kết quả đấy thì cái vai trò hoạch định chính sách ấy là rất là quan trọng và cái cách thức nhìn nhận để xây dựng chính sách như nào là cái điều đấy là cái điều là xuyên suốt và phải phù hợp với cái bối cảnh cũng như cái điều kiện kinh tế xã hội đất nước từng thời kỳ thì cái trước tiên là phải nói là bây giờ là thay đổi, thay đổi cơ bản trong cái hoạch định chính sách ấy là chúng ta đưa ra cái chuẩn nghèo chuẩn nghèo trước đây chúng ta áp dụng cái chuẩn nghèo đơn chiều bây giờ chúng ta chuyển sang thành chuẩn nghèo đa chiều và cái chuẩn này làm cơ sở để hoạch định các cái chính sách tiếp theo để triển khai các cái chương trình hoặc là các cái đề án về giảm nghèo nói chung và cái thế nữa, cái thứ hai là chúng ta phải giải quyết cái vấn đề căn bản nguyên nhân trực tiếp sâu xa dẫn tới cái, cái 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 nghèo này để chúng ta có các cái biện pháp để đầu tư nó phù hợp. Thứ nữa là chúng ta phải tập trung đầu tư nâng cao năng lực của người nghèo, gắn các cái chương trình giảm nghèo đối với người nghèo. Và cái nữa chúng ta là phải thay đổi cách thức tiếp cận đối với người nghèo. Trước đây thì chúng ta là cái đầu tư trực tiếp cho cho các cái hộ nghèo để người, người ta làm giảm à. an sinh. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái việc đầu tư trực tiếp đó sang là đầu tư theo các cái chương trình dự án để à. phù hợp với cái nhu cầu của người nghèo, phù hợp với cái điều kiện thực tế của địa phương nữa. Để từ đó là phát huy được năng lực của người ta để à. tiến tới giảm nghèo bền vững. À. Và cái nữa là chúng ta là phải thay đổi cái cái cái, cái, cái đầu tư nó có trọng tâm, có trọng điểm, đặc biệt là đầu tư vào các cái huyện nghèo này, các cái xã nghèo, đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Dạ. Và trong đó là chúng ta phải ưu tiên hỗ trợ các cái gia đình nghèo mà có thành viên là người có công, là, là trẻ em và phụ nữ. là dạ, Cảm ơn ông ạ. À, thưa ông Trần Văn Sinh, xin ông chia sẻ cái về cái việc phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác giảm nghèo ạ cái ở ở cái điểm này thì tôi sẽ xin nói sâu là đối với trách nhiệm của mặt trận tổ quốc Việt Nam là trong cái việc là động viên hay vận động cái nguồn lực hỗ trợ cái người nghèo à, thì như vừa nãy tôi đã nói là trước hết là mặt trận tổ quốc Việt Nam là tổ là chủ trì phối hợp cùng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức cái phong trào thi đua là cả nước chung tay vì nghèo không để ai bỏ ấy phía sau ở trong đó là có vận động cái nguồn lực, à, cái nguồn lực ở đây thì à, hiện nay thì à, và cái hiện nay thì đang à, tổ chức vận động và nó cái này nó thành nền nếp nhiều năm rồi, Đấy. từ những năm 2000 cơ, thì đến nay là đã 22 năm rồi, hàng năm thì vào cái à, tháng cao điểm ngày vì ngày ngày, à, bắt đầu từ 17 tháng 10 cho nên 18 tháng 1 thì cả nước đã là cao điểm chứ còn cái việc mà dành cho người nghèo là thường xuyên liên tục để vận động cái nguồn lực để nói rõ như vậy ừ. thì tới đây thì ủy ban trung ương sẽ tổ chức cái phát động và sẽ truyền hình trực tiếp là cái phát động cái tháng cao điểm ngày vì tháng cao điểm vì người nghèo vì ngày xưa là có cái từ là ngày ừ. ngày vì người nghèo ngày. Thì nhiều người nói bảo thế tại sao lại chúng ta dành cho người nghèo là có một ngày nhưng không phải ngày xưa cái ý tưởng lúc ban đầu khi thiết kế và đối với về phía mặt trận cũng như chính phủ là hàng ngày nhớ đến người nghèo chứ không phải chỉ một ngày nhưng mà để cho nó tránh cái việc là hiểu nhầm cho nên bây giờ là đội không phải là ngày vì nghèo không phải ngày vì nghèo mà là cái phong trào là vì người nghèo, đó, đấy là cái việc thứ nhất, nhưng mà cái thứ hai ấy, thì phải động viên Nói như anh Đào với chỗ văn phòng giảm nghèo ấy, Thì cũng phải là ngoài cái sự động viên chia sẻ của toàn xã hội Để vận động cái nguồn lực để giúp người nghèo Thì làm sao phải là đối mặt trận và cùng các cái tổ chức thành viên Mà trước hết là các cái tổ chức chính trị xã hội Để làm sao động viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân bằng cái khả năng thực tế của mỗi người nghèo để tìm cách với sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng, của xã hội để người ta tự vươn lên để mà thoát nghèo hoặc là giảm nghèo. À, tức là người khó, quá khó khăn thì nó bớt đi khó khăn. Mà những người mà đang nghèo thì làm sao mà lại thoát khỏi nghèo. tinh thần là như vậy. Dạ, vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Dạ, thưa ông Phạm Hồng Đào, công tác triển khai chính sách từ trung ương tới địa phương về công tác giảm nghèo đã được thực hiện ra sao ạ? thì như chúng ta đã biết là cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cái giai đoạn 2021 2025 thì đã được là Quốc hội phê duyệt tại cái nghị quyết số 24 năm 2021 thì là căn cứ theo cái cái phê duyệt của Quốc hội về cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo này thì Thủ tướng Chính phủ Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương ban hành các cái văn bản và chuẩn bị các cái cơ chế cần thiết để triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Về ban hành văn bản thì chúng ta có thể kể đến là chính phủ đã ban hành một nghị định thủ tướng chính phủ đã ban hành 9 quyết định Sao? bộ trưởng các bộ ban hành 8 thông tư và một quyết định như vậy là cái hệ thống văn bản để triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia này đã được ban hành đầy đủ và đã đã có cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện do đó là về mặt văn bản thì chúng ta đã hoàn toàn có đầy đủ thứ hai là về cái phân bổ nguồn lực để thực hiện thì ủy ban thường vụ quốc hội thì cũng đã có cái nghị quyết về phân bổ vốn để triển khai cái chương trình và phê duyệt cái nguồn vốn này trong cái giai đoạn 2021-2025 kể cả vốn đầu tư phát triển lẫn vốn sự nghiệp dạ. thì căn cứ cái phê duyệt vốn của ủy ban thường vụ quốc hội thì thủ tướng chính phủ cũng đã có các quyết định giao vốn để cho các bộ ngành địa phương để triển khai thực hiện cái chương trình này dạ. đó còn các địa phương thì căn cứ theo cái quy định của thủ tướng chính phủ về phân bổ đối tượng phạm vi để hướng dẫn cho phù hợp với cái địa phương của mình thực hiện cái việc triển khai các cái nguồn vốn ở địa phương và bên cạnh đó thì chính phủ thủ tướng chính phủ cũng đã chỉ đạo bộ lao động thương binh xã hội để chủ trì phối hợp với các cái bộ ngành để triển khai thực hiện và hướng dẫn thực hiện đồng thời là tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai bên cạnh đó là để có một cái cơ chế mà triển khai cái chương trình này thì thủ tướng chính phủ cũng đã thành lập cái ban chỉ đạo trung ương các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Thì trong đó cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững chỉ là một trong ba chương trình mục tiêu quốc gia để đảm bảo cái sự liên thông giữa các chương trình và hoạt động nó sẽ hiệu quả. Và đồng thời là phải ban hành các cái quy chế làm việc để cho cái ban này nó hoạt động. Thì ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia này thường xuyên là họp định kỳ, họp trực tuyến để chỉ đạo thông suốt từ trung ương đến địa phương và vừa rồi chúng ta đã biết là đã có ba cái hội nghị trực tuyến rồi đấy còn sau này thì sẽ là kiểm hoặc sẽ là, là họp thường xuyên định kỳ nữa để làm sao để chỉ đạo một cách sát sao sâu sát nhất để chương trình thực hiện được hiệu quả nhất và bên cạnh đó thì các địa phương cũng phải kiện toàn các cái ban chỉ đạo để mà mà chỉ đạo tại địa phương mình do đó là cái chương trình này đã được đồng bộ từ trung ương địa phương từ chính sách cho tới cơ chế và nguồn lực thực hiện À, rất là cảm ơn câu hỏi trả lời của ông ạ thưa ông Trần Văn Sinh quá trình thực hiện phong trào giảm nghèo bền vững không ai bị bỏ lại phía sau và công tác đảm bảo an sinh xã hội không tránh khỏi những khó khăn và ông có thể chia sẻ đó là những khó khăn gì và phía ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc Việt Nam đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì khi xử lý các nút thắt này à nói về cái trong quá trình mặt trận tổ quốc Việt Nam phối hợp để thực hiện cái 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 cái, cái, cái giảm nghèo bền vững à. không để ai bỏ lại phía sau thì cái vấn đề đối về phía nguồn lực của nhà nước hiện nay thì chúng ta triển khai hai cái chương trình mục tiêu quốc ba cái chương trình mục tiêu quốc gia đó là chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đó là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đó là cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cái vấn đề là tuy rằng như anh anh đào có nói là đã thành lập ban chỉ đạo tức là cái cơ chế để điều phối nhưng mà khi triển khai trong biên giới không thể không tránh khỏi những cái mà nó còn trùng lập đấy. ví dụ như để tách bạch ra cái này là của chương trình này 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 thì đấy là cả một quá trình mà đấy là về phía hình đào hay tham mưu cho bộ động thư binh xã hội để mà trình chính phủ để ban hành những cơ chế hạn chế cái cái trùng lập ấy. đấy còn về phía mặt trận thì sẽ đẩy mạnh cái công tác là giám sát cái việc thực hiện theo những quy định của chính phủ và của Bộ Lao động Thương binh Xã hội những quy định cụ thể và của địa phương để đảm bảo gì cái nguồn lực ấy sử dụng đúng mục đích đúng đối tượng và thực sự phát huy hiệu quả chứ không tránh có những cái chương trình như chúng ta qua chúng tôi đi À, tham gia các cái đoàn giám sát của quốc hội cũng như bản thân mặt trận đã chủ trì các cái cuộc giám sát Vì thấy rằng có những công trình quả thực khi xem xét lại mà đâu đó báo chí đưa cũng uh, thông tin rằng là có những công trình chỉ ngoài cái việc là chất lượng uh, xây dựng chưa đảm bảo à, có nhiều những cái, cái 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 nhất là đầu tư không là có những cái là nó còn trùng lặp à, chưa thực sự phát huy hiệu quả hay thì về phía tới đây về phía mặt trận thì đẩy mạnh cái công tác à, giám sát đồng thời đó là tham gia xây dựng chính sách tức là cái công tác phản biện xã hội để làm sao cái chính sách đó thực sự là nó phát huy hiệu quả trong thực tế tránh ban hành cái chính, chính sách của khung pháo anh pháo để khi mình nêu chung chung thôi như quá trình tổ chức thực hiện ở bên dưới là nó chưa thực sự phát huy hiệu quả Dạ, vâng ạ, cảm ơn ông. Ừ, ừ. Cho đổi thêm một chút. Vâng ạ. Cái này dạ. nói đề một đề chút đi. BDC Thật ra là là chính phủ đã ban hành cái nghị định số 27 năm 2012 thì trong đó nó có quy định rõ về lồng ghép vốn như đúng thế nào rồi. trước thực hiện nào để đảm bảo là không trùng lắp đối tượng, không trùng lắp phạm vi để thiện một cách có hiệu quả nhất cái nguồn vốn của trung ương cũng như của địa phương. Vâng, dạ, vâng ạ. Đúng rồi, cái đấy thì đúng rồi. Wow, Nhưng mà quá trình thực hiện nó tách bạch ấy ra là nó cũng dạ, khó. Dạ. dạ, Thưa ông Phạm Hồng Đào mặc dù Việt Nam đã có nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo, hệ thống chính sách về giảm nghèo đã được ban hành tương đối đầy đủ, tuy nhiên thì vẫn còn nhiều người nghèo chưa được tiếp cận các dịch vụ xã hội, an sinh xã hội và chính sách giảm nghèo cũng còn bị trồng chéo, trùng lọc và chưa đảm bảo đảm được cái sự đồng bộ hiệu quả gắn với mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận với dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Vậy chúng ta phải làm gì để đảm bảo tính bền vững của các kết quả đã đạt được và giải quyết những thách thức trong tương lai? Quan trọng hơn là tránh được nguy cơ tái nghèo ạ, à? thưa không? nhất là về về cái chính sách của Đảng nhà nước thì cũng luôn là thống nhất và nhất quán là giảm nghèo luôn luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. À. Do vậy là cái hệ thống chính sách là được ban hành là rất là đầy đủ à. và nguồn lực để triển khai thì cũng được là ưu tiên để đảm bảo. Cho nên là Việt Nam mới giảm cái tỷ lệ nghèo ấy rất là nhanh từ à. những cái năm 1993 nó gần 60% tỷ lệ nghèo cơ. À. Nhưng mà qua cái thời gian mà triển khai các cái chương trình các chính sách giảm nghèo thì chúng ta ừ. chỉ còn có 2, 2,23 phần trăm năm 2021 thôi. tức là, ừ. là, là tỷ lệ giảm đến gần 30 lần thì đấy nó là, là một trong các cái thành tựu nhưng mà tuy nhiên đi bên cạnh các cái thành tựu mà chúng ta đã đạt được ấy, thì cũng còn có rất nhiều các cái uh, tồn tại ví dụ như ừ. mà tỷ lệ giảm nghèo nó nhanh nhưng mà nó không bền vững nó có thể ừ. tái nghèo bất cứ lúc nào cái nữa là cái nguồn lực là tuy là được phân bổ tương đối đủ nhưng mà cái quá trình triển khai như lúc anh sinh nói ấy, Nhiều khi là nó chưa được hợp lý giữa các địa phương à. giữa các chương trình Đấy, vì vậy là trong cái thời gian tới thì chúng ta để mà đảm bảo là giảm nghèo một cách bền vững hạn chế tái nghèo và xử lý được các cái vấn đề mà có thể phát sinh trong thực tiễn cũng như là tận dụng được các cái kết quả mà chúng ta đã đạt được ấy à. thì cái biện pháp tôi nghĩ là có một số cái biện pháp là trước tiên ấy, là chúng ta lại phải tiếp tục phải ra soát và hoàn thiện cái hệ thống chính sách pháp luật à. bởi vì đây nó là cái khung để triển khai thực hiện là căn cứ để cho tất cả chúng ta đều phải dựa vào đó để làm à. thì cái thiết kế chính sách này thì làm sao phải đảm bảo nó theo hướng đổi mới không uh, theo hướng cho không nữa mà là theo hướng là hỗ trợ có điều kiện để gắn cái trách nhiệm của người nghèo vào đó từ đó để cho người ta sẽ vươn lên mà thoát nghèo bền vững à. và đồng thời là cái chính sách giảm nghèo này sẽ đảm bảo là sao để phát triển kinh tế xã hội ở các cái vùng miền gắn kết các vùng miền và liên kết được sản xuất, và kêu gọi được các cái doanh nghiệp tham gia vào các cái quá trình này, đồng thời là cũng phải thể hiện được cái ưu đãi để trong cho, cho doanh ừ. nghiệp cũng như người dân là hào hào hứng mà mà, mà tham gia vào. Đấy, ừ. cái nữa okay. là chúng ta cái biện pháp thứ hai tôi nghĩ là phải ưu tiên và bố trí các cái nguồn lực thực hiện, vì là bất kể các chính sách nào thì chúng ta cũng đều cần phải có cái nguồn lực để mà triển khai thực hiện nó, chứ không thể đề ra chính sách mà không có cái nguồn lực để mà thực hiện được và cái nguồn lực này thì chắc chắn là nhà nước sẽ phải nắm vai trò chủ đạo và bên cạnh đó thì cũng phải là huy động các cái nguồn lực xã hội hóa như anh sinh cũng vẫn nói là vai trò mà trận tổ quốc ở đây cũng rất là lớn đấy vâng. à, là huy động các nguồn lực của doanh nghiệp của người dân của nước ngoài để cùng tham gia vào cái giảm nghèo này đồng thời là huy động cả người dân cũng đóng góp vào để đối ứng thực hiện và cái nữa là cũng là tôi nghĩ là cũng là một cái 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 giải pháp nữa là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng cái nguồn nhân lực mà thực hiện cái chương trình này là cái cán bộ tham gia để điều hành quản lý các cái chương trình cũng như là cái những cái người mà trực tiếp mà tham gia vào các cái dự án này là cũng phải có kỹ năng, có kinh nghiệm và phải được đào tạo bồi dưỡng thì mới triển khai nó hiệu quả cái chương trình và cái nữa là phải tăng cường cái công tác mà truyền thông thông tin và cái này thì chắc chắn nó không thể thiếu được. Rồi mình làm thì mình phải nói cho người ta biết được đúng không anh? Ừ. làm mà không nói thì làm sao mà người ta biết được? Mà làm như thế nào, làm đến đâu, làm cái gì thì mình phải truyền thông, phải nói. Và cái biện pháp cuối cùng tôi nghĩ là không thể thiếu đó là phải tăng cường cái công tác mà thanh tra, kiểm tra, giám sát cái quá trình thực hiện. Mình làm mà không kiểm tra, giám sát thì không biết là người ta có làm tốt hay không, có vi phạm gì hay không, mà làm chưa tốt hay không thì mình phải chỉ cho người ta để người ta có thể làm tốt hơn. Ừ. Đây là một vài ý kiến thôi. Nhỉ. Vâng ạ, cảm ơn. Có gì để bổ sung cái chỗ này có một biện pháp rất quan trọng đó là phải công khai cái nguồn lực để người dân biết và để người dân thứ nhất là người dân biết là cái nguồn lực ấy từ hỗ trợ của nhà nước và để người dân cũng bản thân người dân cũng tham gia đóng góp thêm cái nguồn lực đối với những người có điều kiện người đó rất quan trọng bởi vì mình bấy lâu nay mình cứ nói rằng là các cái nguồn lực nhà nước dành cho 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 cho, cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thì đôi khi là nếu mình không khai không khai ra một công khai cách rộng rãi đấy, đặc biệt những đối với những đối đối tượng được thụ hưởng à, có thể công khai ở trụ sở ủy ban xã rồi là cái à, nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư thì người ta biết à đấy cái, cái có những chương trình dành cho xã mình cho thôn mình như này thế mình cũng cái này thì những người khác bảo à đấy tuy thế này nhưng mà nhà nước cũng còn khó khăn thì bản thân người dân người ta vẫn nỗ lực cố gắng bổ sung ngoài mấy những cái biện pháp như anh đào nói tôi nếu thêm làm rõ thêm thôi làm rõ thêm cái đấy là có trong quy định đấy à, cái đấy là dạ, có quy định nhưng dạ, mình làm rõ toàn là... vị khách mời ạ dạ vâng dạ thưa ông trần văn sinh ạ phong trào mục tiêu vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau thì đã được ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam triển khai thế nào ạ và chúng ta đã triển khai những cái mô hình đấy ra sao ạ thưa ông? cái phong trào đấy như nãy tôi nói là đã thực chất thì nói ngày trước thì chúng ta tổ chức dưới hình thức và với cái tên gọi khác nhau nhưng mà để đồng loạt tổ chức ấy là bắt đầu từ năm 2000 à. thì xưa đó là cái, cái 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 cuộc vận động như ta nói là ghê ghi là cục vận động à, ngày vì người nghèo Mà trọng tâm là vận động cái nguồn lực thông qua quỹ nghèo à. thì cái cỗ quỹ nghèo đấy thì nó xuyên suốt tức là quỹ nghèo là có bốn cấp à, quỹ trung ương quỹ cấp tỉnh quỹ cấp huyện và quỹ cấp xã thì nó có đối tượng là hỗ trợ ở đây nói rõ thêm là cái quỹ nghèo này là hỗ trợ là cho cái đối tượng là người nghèo hộ nghèo rồi là người cận nghèo hộ cận nghèo và những cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn đột xuất vì đây giải thích thêm cái chỗ mà hộ khó khăn đột xuất là như anh Đào biết, ấy, nếu theo quy định theo nghị định chính phủ là hàng năm cuối năm ta giả soát à, từ cấp xã là những cái hộ nào thuộc diện nghèo, hộ nào thuộc diện cận nghèo sau khi trình lên trên à, cái huyện người ta ban hành có danh mục nhưng mà rõ ràng có những người không thuộc nằm trong danh sách ấy nhưng người ta do là bị à, à, bệnh tật, bị tai nạn thế nhưng có khi đời sống người ta không thuộc không thuộc diện là chưa được là có cái quyết định là nằm trong danh sách hộ nghèo hay cận nghèo nhưng có khi người ta khó khăn rất nhiều ừ. so với okay. kia ừ. thì cái quỹ này dành cho đối tượng hỗ trợ và có một cái nội, nội dung và đối tượng hỗ trợ là hỗ trợ cho cái cộng đồng nghèo ở đây được hiểu là cộng đồng nghèo chủ yếu là khuôn cư tức là thôn bản khó khăn mà những công trình thiết yếu mà vận động những các doanh nghiệp các cái cá nhân người ta muốn ủng hộ ví dụ như một cái cây cầu nhỏ nó trị giá vài chục triệu đấy hay là một cái lớp học chứ không phải trường ừ. học thì chắc là vận ừ. động ấy thế thì cho cái cộng đồng ấy đấy là mở cái đối tượng hỗ trợ nhưng là cho cộng đồng nghèo à. đấy là cái phong cái phong trào mà ngày xưa bây giờ thì từ năm 2016 này thì đổi tên này, đối với chính phủ thì phát động đấy có quyết định của thủ tướng chính phủ ban hành cái kế hoạch tổ chức cái phong trào thi đua là vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau. Đấy, thì về phía mặt trận thì tiếp tục tổ chức cái 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 cái, cái phong trào là vì nghèo, mà trọng tâm là xây dựng cái quỹ à, quỹ vì nghèo. Đấy, đây là vận động nguồn lực. Vậy thì thưa ông, ông có thể nói rõ hơn về cái việc mà triển khai cái mô hình mà và cũng thể nêu một cái mô hình như thế này. À, cái mô hình là thế này. Đối với sử dụng cái nguồn lực ấy, cái nguồn lực mà từ vận động quỹ nghèo thì trọng tâm là hướng đến bởi vì thực ra nếu mà cái cái số tiền hay là cái số kinh phí so với lại sự đầu tư hay hỗ trợ của nhà nước là nó rất nhỏ nhưng nói như là ông phạm thế Diệt trước đây là chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyên ủy viên thường vụ thường trực bộ chính trị ông nói đây có như là cái 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 cái, cái sự góp phần khích lệ thôi. Đấy, trọng tâm cái quỹ nghèo này chủ yếu là hiện nay trong giai đoạn hàng chục này trọng tâm là để hỗ trợ xây dựng nhà đoạn kết Đấy. cho <laughs> những người nghèo à, xin lỗi cho những gia đình nghèo những gia đình cận nghèo có khó khăn về nhà ở về nhà ở rột nát cho nên ở bên về phía mặt trận cứ nói là xóa xong nhà à, mục tiêu phấn đấu là xóa xong nhà rột nát xây dựng nhà đoạn kết xóa xong không phải là nhớ như bác duyệt ngày xưa bảo không phải xóa lại san phẳng đi vừa xóa lại là xóa cái chỗ nhà rột nát nhưng phải xây lên cái nhà là cái nhà đại kết khang trang hơn à, tại sao nói cái từ nhà đoạn kết nhiều người cũng cho rằng là ở cái từ nó, nó động từ mạnh nó mỹ miều lớn ông nói tinh thần đại đoàn kết đây là khứ góp sức chung của toàn xã hội à, mỗi người một chút để góp vào đấy là cái thứ nhất đấy là làm nhà đoàn kết thứ hai là dành cái phần quà để thăm tặng quà tết hay những dịp ngày lễ cho những người nghèo, cho những hộ nghèo, cho những người có hoàn cảnh khó khăn, để cho hộ cận nghèo, chủ yếu là dịp lễ tết. Đó là về phía quỹ chủ yếu cho việc đấy. Vì cái tiền mà để hỗ trợ xây dựng nhà là nó khá lớn. Mà đối tượng của chúng ta, mà những người, những hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo có à. nhà rột rác mà cần phải hỗ trợ xây mới là khá còn khá lớn. Cảm ơn ông ạ. Dạ, thưa ông Phạm Hồng Đào năm 2015 thì chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 và 2020 đánh dấu bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ đo lường nghèo theo thu nhập sang đo lường nghèo đa chiều. Ở vậy giai đoạn 2021 và 2025 thì tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo này được đổi mới ra sao ạ và có điểm gì mới không ạ? Thượng à, đúng như là, là chị nói là cái chuẩn nghèo đa chiều ở nước ta đã được áp dụng từ bắt đầu từ giai đoạn là 2016 2020 mươi à. à, cái này đây đánh dấu một cái bước là phát triển rất lớn vì trước đó là chúng ta là chỉ có đo lường nghèo là nghèo đơn chiều thôi, là nghèo theo thu nhập. À, ngay từ cái năm 1993 là cái hồi đấy còn áp dụng là cái tiêu chí nghèo bằng hiện vật à. thóc lúa nhưng mà sau đó dần dần qua thời gian thì chúng ta cải tiến dần. À. Đến năm 2000 thì bắt đầu chúng ta chuyển sang là đo lường bằng giá trị bằng tiền. À. Và đến năm 2015 thì bắt đầu là ban hành cái chuẩn nghèo đa chiều là áp dụng là tiêu chí thu nhập và các cái chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, thì cái cái cái, cái nghèo đa chiều theo này thì nó sẽ phù hợp với cái cái phương pháp luận về nghèo đa chiều cũng như là phù hợp với cái, cái xu thế nghiên cứu và thực tiễn của thế giới. thì đó là như thế thì chúng ta sẽ nhìn nhận cái vấn đề về nghèo đa chiều nó sẽ rộng lớn hơn để qua đó chúng ta có thể hỗ trợ người nghèo, nghèo để giảm bớt được các cái sự thiếu hụt thì cái uh, tiếp thu các cái 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 giá trị của cái nghèo đa chiều của cái giai đoạn mà 2015, à, 2016, 2020 ấy thì cái giai đoạn kế tiếp là 21, 25 sẽ tiếp tục áp dụng cái chuẩn nghèo đa chiều đó nhưng mà sẽ hạn chế một số các cái uh, tồn tại của cái cái, cái cái chuẩn nghèo đa chiều cái giai đoạn 2016, 2020 đó là cái, cái thứ nhất là về cái thu nhập cái thu nhập của cái giai đoạn là 16, 20 <laughs> nó nó chưa chưa tiệm cận đến cái mức sống tối thiểu. Vì vậy là trong cái giai đoạn tới, giai đoạn là 21-25 thì phải điều chỉnh những cái thu nhập sao phải tiệm cận được cái mức sống tối thiểu. Và cái nữa là cái chiều trong cái giai đoạn 16-20 thì nó chỉ có 5 cái chiều thiếu hụt thôi. Thì cái này nó vẫn chưa phản ánh đầy đủ các cái chiều thu hút của người nghèo. Vì vậy mà trong cái đoạn 21-25 sẽ phải nhìn nhận rộng hơn các cái chiều thu hụt nữa. Đó chính là bổ sung thêm cái chiều thu hụt về việc làm và uh, cái uh, đo lường các cái chiều tiêu hụt đó thì cái giai đoạn uh, 2016 2020 thì có một số các cái chỉ tiêu cái tiêu chí để đo lường các chiều tiêu hụt thì nó chưa cụ thể thì trong cái giai đoạn 21 25 chúng ta sẽ đo lường lại cụ thể hóa hơn để uh, có thể mà nó phản ánh nó lượng hóa được đo đến được đấy thì ngày uh, năm uh, 2020 một thì chính phủ đã ban hành cái nghị định số 07 trong đó có là quy định cái chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021 2025 thì cái tiêu chí thu nhập ở đây nó đối với người nghèo và chung cho cả người hộ nghèo hộ cận nghèo là 1 triệu bình quân đầu người một tháng Đấy, là cao gần gấp đôi so với cũ à 1 triệu 500.000 1 triệu 500.000 còn các cái chiều thu hút thì nó bổ sung thêm là cái chiều thu hút dịch vụ về việc làm thì trong đó có bổ sung thêm hai cái tiêu chí là cái tiêu chí là người có việc làm và người phụ thuộc thì như vậy là tổng số các tiêu chí sẽ là 6 tiêu chí như vậy là nó sẽ có cái sự khác biệt là rất là đáng kể so với cái giai đoạn trước À, cảm ơn ông ạ. À, vậy thì ông phạm hồng đào ạ. Thế hiện tại thì tiêu chí giảm nghèo của chúng ta đã chuyển từ tiêu chí nghèo đơn chiều chỉ dựa trên thu nhập sang tiêu chí nghèo đa chiều và dựa trên nhiều yếu tố khác như khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội này. đổi mới này đã mang đến sự thay đổi như thế nào đối với người nghèo tại việt nam thưa ông? đương nhiên là nó sẽ mang lại sự đổi mới rồi. như tôi đã nói là càng các cái chiều thu hụt mà được được đánh giá nhiều thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho người nghèo được nhiều hơn. ví dụ như việc làm thì chúng ta sẽ hỗ trợ cho người ta kết nối cung cầu thị trường lao động như thế nào và tìm việc làm ra làm sao rồi là nhà ở như cô anh sinh cũng đã nói đấy ở trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chúng tôi cũng đã thiết kế có hẳn một cái dự án về nhà ở thiếu hụt về nhà ở thì sẽ được hỗ trợ sửa chữa hoặc là xây mới để xóa bỏ các nhà tạm nhà rồn nát còn y tế nếu mà trẻ em suy dưỡng thấp còi thì sẽ được hỗ trợ về dinh dưỡng còn chưa được mua bảo hiểm y tế thì sẽ hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế À, chưa được dạy nghề thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về đào tạo về nghề nghiệp và có thể là giới thiệu để xuất khẩu lao động đi sang các cái thị trường mới có thu nhập ổn định hơn có như, nhiều công an việc làm hơn về các cái chiều thu khác như là thiếu hụt về thông tin thì sẽ hỗ trợ về các cái phương tiện tiếp cận về thông tin đấy trong chương trình Cùng mục tiêu quốc gia thì có là 11 dự án và tiểu dự án thì thiết kế theo các cái chiều thu hụt đó và bên cạnh ý, của chương trình mục tiêu quốc gia ấy, thì các cái chính sách giảm nghèo thường xuyên thì cũng vẫn được thực hiện đồng thời chứ không phải là chỉ thực hiện mỗi chương trình mục tiêu quốc gia tức là vẫn có hỗ trợ về bảo hiểm y tế là hỗ trợ về việc làm hỗ trợ về giáo dục hỗ trợ về thông tin tiếp cận và bên cạnh đó thì các cái địa phương ấy là cũng sẽ hỗ trợ các cái chính sách giảm nghèo đặc thù của địa từng địa phương một ví dụ như là hỗ trợ tiền ăn hoặc là hỗ trợ tiền điện rồi hỗ trợ pháp lý hay là hỗ trợ cho các cái thiết bị cho trẻ em học online trong cái, cái thời gian mà bị covid chẳng hạn. Đấy. vâng ạ. Thì như thế tức thì nó sẽ đạt được hiệu quả là cao. vâng ạ. tức là các tiêu chí này được thay đổi rõ rệt hơn đúng và rồi. người dân thì sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ chính sách đúng không ạ? đúng ạ. Dạ. vâng ạ. cảm ơn ông ạ. dạ thưa ông Trần Văn Sinh ạ. sau khi phong trào thi đua vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau được chính phủ ban hành thì đã có tác động sâu rộng thế nào đến đời sống người dân và đặc biệt là đến sự phát triển kinh tế xã hội ạ? dạ. xin mời ông sau khi chính phủ có quyết định ban hành kế hoạch để tổ chức cái phong trào thi đua ấy, thì rõ ràng là khẳng định là cái quyết tâm chính trị của chính phủ để mà động viên các cái thành tố trong hệ thống chính trị trong đó có mặt trận và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để triển khai này. nên ở đây thì tôi chỉ nêu thêm cái cái minh chứng cho cái việc mà để để triển cái phong trào này được triển khai sâu rộng. trước đây ấy, À, khi mà chúng ta mới à, cái à, phát động cái à, cái cái à, cuộc vận động vì nghèo năm 2000 đấy thì cái nguồn lực và cái nhận thức xã hội cũng còn bước độ. Tất nhiên là cũng rất được nhiều người hưởng ứng. Nhưng bây giờ nhiều năm nay rồi, không phải là chỉ từ à, một hai năm này, đấy, hàng chục năm nay, à, sau khi cái 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 phong trào hay gọi cuộc vận động lan tỏa sâu rộng, à, yeah. chúng tôi cũng đã chứng kiến À, cái uh, nhiều nơi là khi mà cái người dự, hộ gia đình nghèo ấy được hỗ trợ xây dựng nhà ở thì trong dòng họ cộng đồng người ta giúp đỡ thêm tôi rất nhớ cách đây câu chuyện uh, cũng là cũng gần 20 năm rồi uh, có một ông ông ở Hà Nội ông bảo tôi cũng không có tức là cái 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 cái, cái người ấy cùng xóm à cỡ xin lỗi cùng xã uh, được hỗ trợ xây dựng nhà thế là cái ông trưởng họ ông viết một bức thư ông ấy nói rằng là cái gia đình ấy được hỗ trợ xây dựng à, nhờ thì chú tức là vì cái ông trưởng họ cái ông vai trên đâu mà chú xem có gì hỗ trợ à, vì anh em xa mà xa mà cách mấy đời thế xong ông kia ông nhân cái dịp là ông cũng phải bố trí về ông phải cho thêm mấy triệu mua thêm đồ hay là bây giờ à, nhiều nơi à, cái nhóm mà thiện nguyện là vào dịp ngày tết ấy, người ta tổ chức người ta dành cái phần tiền cái thu nhập của mình hết đi thăm tự nguyện tức là nó tạo sự lan tỏa sâu rộng ấy. và nói đến cái việc mà vận động hỗ trợ cho người nghèo thì rất nhiều được tổ chức uh, cá nhân người ta hưởng ứng cho nên cái quỹ vì nghèo của một trận một hàng năm thì vận động là rất là khá thì trừ có năm 2021 là do cái tình hình dịch bệnh kéo dài, nó ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp và đến người dân, à, cho nên là à, mặt trận lúc bây giờ lại chủ ý, eh, tập trung để vận động cái nguồn lực cho ủng hộ cho cái công tác phòng chống Covid. Thế còn trước nay thì khi mà vận động hộ nghèo thì à, dù nhiều dù ít các cái doanh nghiệp, các nhà hảo tâm à, cũng dành đấy. Ngay như cơ quan chúng tôi, anh em một số anh em cán bộ trong 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 cơ quan mặt trận là cũng thấy là tôi thấy để ý là cuối năm cũng dành một khoản thu nhập cho mình và thôi mình phải dành cái phần tiền đấy dù như nhỏ đi thăm không phải người người thân của mình thì cái chuyện đấy là dòng họ mình không nói như thậm chí cái nơi à, à, quê hương của mình đấy, là những người mà khó khăn mà không phải là dòng họ của mình hoặc là cái nơi mình đã từng đến công tác mà không phải là chỉ cơ quan tôi biết là rất nhiều cơ quan chắc mc có khi cũng đã, đã từng dành cái khoản tiền đấy đi thăm mà Đi, đi thăm tặng quà cho người nghèo mà không ừ. phải là thân nhân của mình đúng Không thế. phải là người trong gia đình của mình Vâng à, ạ, dạ, vâng à. cảm ơn ông ạ Dạ thưa ông Phạm Hồng Đào ở trong giai đoạn 2021-2025 thì chúng ta đã có những giải pháp gì để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cũng như là tăng thu nhập cho người nghèo, đặc biệt tại những cái vùng khó khăn, vùng nghèo à? dạ, mấy ạ, giải mai không ạ? Triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện các cái chính sách giảm nghèo thường xuyên đó là một cái giải pháp chính cái chương trình mục tiêu quốc gia thì như tôi đã nói là được phân bổ nguồn lực rất là nhiều và rất là lớn vì ừ. đây là một trong ba chương trình trọng điểm của quốc gia mà chỉ có mỗi ba chương trình mục tiêu thôi thì cái nguồn lực phân bổ cho tổng vốn mà phân bổ cho cái chương trình mục tiêu là 75.000 tỷ mà trong đó là vốn ngân sách trung ương là 48.000 tỷ bao gồm cả đầu tư phát triển và sự nghiệp ấy địa phương thì khoảng hơn 12 000 tỷ và các cái nguồn huy động khác là khoảng hơn 14 000 tỷ như vậy là cái nguồn lực mà triển khai cho cái chương trình mục tiêu này rất là lớn thì bên cạnh cái 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 hiệu quả mang lại chương trình mục tiêu này là góp phần giảm nghèo bền vững thì nó cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là ở các cái huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo và các cái chính sách giảm nghèo thường xuyên uh, triển khai thì sẽ giúp cho người nghèo hộ nghèo và người dân ở trên các cái vùng nghèo sẽ thoát nghèo nhanh hơn đối với cái uh, cái chính sách giảm nghèo uh, thường xuyên này ấy, à. thì bên cạnh uh, của trung ương thì có cả cái chính sách giảm nghèo của địa phương nữa như tôi nói lúc lúc đầu đối với các cái chính sách giảm nghèo đặc thù đó ấy, à. thì với cái việc kết hợp mà cả cái chương trình mục tiêu quốc gia với nguồn lực mà nó lớn như thế và cái uh, của địa phương chính sách giảm nghèo của địa phương ấy, thì chắc chắn là tôi nghĩ rằng sẽ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đạt được các cái chỉ tiêu mà cái chương trình đặt ra đó là giảm nghèo hàng năm là phải giảm từ 1 đến 1,5% năm phần trăm là cái người nghèo mà cái vùng người nghèo dân tộc thiểu số ấy sẽ là giảm khoảng 3% trăm một năm khoảng ba mươi phần trăm huyện nghèo ba phần trăm xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo sẽ thoát khỏi cái tình trạng nghèo và đặc biệt khó khăn. Dạ, thưa ông Trần Văn Sinh, ông có thể nêu một vài điểm sáng trong công tác thực hiện À, chương trình giảm nghèo cụ thể là sự thay đổi về kinh tế ứng dụng khoa học và sản xuất việc xây dựng cơ sở hạ tầng mức sống người dân và các tấm gương tự thân giảm nghèo không chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của các mô hình giảm nghèo ạ à? À, như là câu hỏi của MC thì rõ ràng là cái 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 công cuộc Đấy. trước này ta nói là công cuộc xóa đói giảm nghèo bây giờ gọi là cái chương trình giảm nghèo bền vững có thành công mà được cộng đồng quốc tế ghi nhận như vậy thì phải nói là ngoài cái 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 chính sách đúng của, của đảng nhà nước đấy, sự vào cuộc của mặt trận tổ quốc cũng như các cái tổ chức thành viên của mặt trận thì phải nói là cái sự thành công đấy là do tự thân người dân là có yếu tố cũng có tính quyết định vì à, chính sách của nhà nước thì có tính chất là dẫn dắt hỗ trợ thúc đẩy. Thế còn bản thân người dân là phải tự người ta, đấy, người ta cũng vươn lên. Thế bây giờ nhiều cái mô hình ở đây mình tôi cứ nêu thêm mấy cái những cái, các mô hình cách làm. Người dân bây giờ nông dân bây giờ người ta cũng cập nhật những cái 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 cái, cái, cái kiến thức. Nhiều uh, hộ nông dân người ta đã có cái hình thức như thương mại điện tử bán hàng qua mạng tự cập nhật, ta giới thiệu những sản phẩm của mình. đấy. Tức là người nông dân bây giờ không chỉ có là uh, sản uh, bán những cái gì mà mình có đâu, mà họ cũng rất cập nhật những cái thứ cái sản phẩm của họ. À, bản thân những uh, nhiều người nghèo, sau khi người ta được sự hỗ trợ và bản thân người 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 ta đã vươn lên thoát nghèo, người ta quay trở lại à, giúp đỡ cộng đồng. Những người đấy sẽ có như tấm gương để thúc đẩy những người nghèo khác cũng tự thân họ à, vươn lên à, chúng tôi cũng à, chưa có cái thời gian để mà tổng hợp à, là cái số lượng cụ thể nào nhưng rất nhiều người à, đã từng lên với hàng như các bạn biết có những cụ bà như ở thanh hóa chín mấy tuổi mà tự viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo tự nguyện chín mấy tuổi đi xe đạp và cụ ấy nói là Tôi cũng còn thực tế Thì tôi cũng còn khó khăn Nhưng mà tôi tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo Là vì nhiều người còn khó khăn hơn tôi Hay là Đâu đó ở Quảng Ninh Có những cái bản cam kết đã Tự xin ra khỏi cái hộ nghèo Đấy là những cái cái để mình khích lệ cái tinh thần Tự vươn lên Của người nghèo Và hộ nghèo Cảm ơn ạ Vậy, ngoài ra cũng có một cái em, uh, trường hợp điển hình nào không ạ về cái, cái uh, việc mà uh, thoát nghèo ấy mà không cần đến sự có một cái mô hợp, trường hợp điển hình hơn cụ thể hơn ạ à, à, uh, về làm mà kinh tế chẳng hạn làm kinh tế giỏi uh, về cái 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 làm kinh uh, tế kinh tế giỏi mà ở các địa phương thì tôi cũng chưa có dịp để giả soát mình thấy thực sự là những cái gương nào là gương điển hình thực sự cái mà mình khích lệ người dân cái cái mà hộ kể xin kể cả cái sự hỗ trợ của nhà nước thì nói như bạn nãy là là anh đảo văn phòng giảm nghèo thì nói là hướng tới là trong giai đoạn tới hai giai đoạn 21, 26 rồi đến 2030 là chủ yếu là mình xây dựng các cơ sở hạ tầng những thứ để thúc đẩy tức là cái cái hỗ trợ của nhà nước là chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp sang tạo điều kiện tạo cái điều kiện để cho người nghèo vươn lên thoát nghèo. thoát nghèo. Dạ, vâng ạ. Cảm ơn ông ạ. Vậy thưa ông, ông đánh giá sao về cái sự tác động của xã hội và các tổ chức với các chương trình giảm nghèo ạ? Và làm sao để thu hút nhiều hơn nữa cái sự quan tâm của cộng đồng của, cũng như người dân và các công cuộc giảm nghèo của quốc gia? Dạ, mời ông. Hiện nay thì về phía mặt trận với các cái tổ chức thành viên của mặt trận trước hết là tổ chức trị xã hội thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn và hiện nay các địa phương cũng đang triển khai thì đó là gì ở dưới tránh cái trường hợp là gì một con gà thì mấy nhà báo cáo một cây táo thì mấy người ghi tên Đấy. thế thì mặt trận là có cái trách nhiệm là chủ trì phối hợp với các cái tổ chức uh, chính trị xã hội như tôi nói là công đông thành phố cựu tức là chủ yếu công tức là công đoàn ấy, thì ở dưới uh, cấp xã thì không có nhưng mà chủ yếu bốn cái tổ chức kia là phải 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 phân chia nhau ra hiệp thương thống nhất với nhau là các cái hộ này thì do tổ chức nào để động viên hướng dẫn giúp đỡ người ta chứ không mình cứ nói chung chung bảo cái phong trào như thế cứ nêu lên vấn đề nhưng mà cuối cùng là là, là 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 ai sẽ cái tổ chức nào có trách nhiệm là động viên động viên chứ hướng dẫn, giúp đỡ người ta, thì lại không có. Đấy, để đảm bảo là gì? Các cái hộ nghèo ở trên địa bàn hay hộ khó khăn, tới đây tôi nói hộ, hộ nghèo là hộ chung, bao gồm có cả cái hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất thì phải phân chia ra để giúp đỡ. Đấy. Chứ không mình cứ nói chung chung như thế, tôi, tôi, chúng tôi ở cơ quan, là một một trong nơi mà hay tổ chức các cái cuộc vận động phong trào một cái đêm chung chung mà không cụ thể là dạ triển khai dưới nó khó. Dạ, dạ Tức là mình có một cái sự điều phối uh, bài bản hơn đúng không đúng ạ? rồi, đúng rồi. Dạ. Và ông có thể chia sẻ thêm một vài ví dụ về vai trò cũng như là tác động của tổ chức trong công tác giảm nghèo không ạ? Cái uh, để mà nhận định uh, những cái tổ chức nào. Dạ. Có cái việc mà triển khai mạnh mẽ cái này, có kết quả thiết thực. Tôi cho rằng một trong các cái tổ chức. Tức là mặt trận chúng tôi chỉ là vai giữ vai trò chủ trì hiệp thương để phối hợp với lại các cái tổ chức uh, chính trị xã hội và các cái tổ chức khác của mặt trận uh, thế ngoài ra tôi cho rằng là cái vai trò của hội phụ nữ uh, của cựu chiến binh của nông dân đấy, của đoàn thanh niên các cái tổ chức chính trị xã hội rồi kể cả hội người hội người cao tuổi cũng rất là quan trọng uh, mọi người cao tuổi thì là tấm gương sáng để mình động viên hướng dẫn con cháu mình. Nếu mà không, nếu mà đời sống còn khó khăn thì làm sao cố gắng tinh thần, ý chí tự lực tự cường vươn lên để làm giàu cho. Tức là thôi trước cái nêu hộ nghèo thì vươn lên đỡ nghèo, cận nghèo thì không nghèo, thế cuộc sống ngày càng vươn lên. Đúng, cảm ơn ông ạ. thưa ông có thể thấy là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 và 2020 đã đạt và vượt, vượt một số mục tiêu đề ra. vậy thì thưa ông ông có thể cho biết một số những cái mô hình điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo tại địa phương không ạ? và chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ cách làm của họ? và giai đoạn mới thì chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục đạt được những cái phát triển hơn nữa được những cái kết quả thành tựu đấy ạ? tôi cho là cái 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 cái, cái, cái một trong một cái ngoài những cái chính sách hiện hiện hành của nhà nước đã ban hành Mà cái rất quan trọng tôi nói rất quan trọng là cái việc công khai minh bạch cái nguồn lực để làm gì để cả xã hội nhìn vào để cùng chia sẻ vì với kinh nghiệm của mặt trận là cái cơ quan chủ trì tổ chức vận động cái như ủng hộ người nghèo rồi đồng bào khắc phục cái khó khăn do thiên tai bão lũ hay là cái công tác phòng chống dịch bệnh thì cái công tác mà công khai minh bạch để xã hội cùng nhận thức đúng và cùng chia sẻ rất là quan trọng. Bởi vì chúng tôi đi vận động thì người ta cũng nói rằng là nhà nước đã đầu tư dành rất là là là, là nguồn lực rất là lớn. Trong đó có vấn đề về kinh phí thì nếu mình không khai không khai minh bạch cho rõ thì công tác vận động hộ và bản thân cái người nghèo đấy vươn lên là rất khoan bởi vì nhiều người nghèo người ta có, 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 câu chuyện là ở đây tôi để chỉ nêu thêm là người ta có thế này nếu như ở một địa phương chúng tôi đã từng đi dự đi khảo sát để trực tiếp dự mà bình xét để công nhận gia đình văn hóa thì tỷ lệ mà người dân tham gia cái cuộc họp ấy thì không nhiều so với lại cái cuộc họp mà để bình xét cái hộ nghèo hộ cận nghèo bởi vì nhiều chính sách đi theo cái việc hỗ trợ ấy, Đấy, cho nên là có phần nào đó tôi không nói tất cả những người nghèo có một bộ phận nhỏ trong người nghèo là do cái cách mình truyền thông, do cách mình giải thích, mình cái hình thức mình công khai mình bạch thì dẫn đến người ta là ý lại ừ, có một bộ phận nhỏ thôi, tôi không nói là hầu cần hầu hết là người nghèo người ta có tự trọng chứ không biết người dân Việt Nam mình có lòng tự trọng chứ chứ không ai muốn mình vào vào cái hộ nghèo à. Thế mình phải truyền thông thế nào đó giải thích thế nào đó hình thức công khai minh bạch thế nào đó để thúc đẩy cái cái hỗ trợ cho người nghèo à. à, có cái tinh thần tự lực vươn tự lực lên, lên đó ừ. à, dạ thưa ông ở trong chương trình thì chúng ta vừa đã nói đến vai trò kiểm tra giám sát của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc cũng như là ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đúng không ạ về công tác uh, thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tại các địa phương cũng như là quy uh, quy trình xác định đối tượng hộ nghèo vậy thì chúng ta đã triển khai đến như này ra sao ạ à, cái việc mà cái công tác mà giám sát từ giám sát từ trong cái quá trình tức là là xác định các cái đối tượng à. rồi lập danh sách cái hộ nghèo hộ cận nghèo à. thì cái việc này là, là làm thường xuyên hàng năm và cái này chủ yếu diễn ra là ở uh, khu cư và cấp uh, xã phường thị trấn thôi thì cái này làm là thường xuyên tức là chúng ta đã phải giám sát cái, cái việc xác định đúng đối tượng rồi đúng danh sách như tránh cái trường hợp uh, khi mà có cái hỗ trợ thế người ta lại bảo là cái cái trường hợp này là có lẽ là đâu đó nó không phổ biến như có đâu đó và cái này là chắc là người nhà của đồng chí lãnh đạo nào cấp xã cho nên mới đưa lên thế còn ông này lại khó khăn hơn mà lại không được đưa vào cái diện uh, danh sách cái hộ nghèo hay cận nghèo cần hỗ trợ, đấy ừ. là cái khâu giám sát. Rồi giờ giám sát như tôi nói ở giám sát cái cái việc phân bổ sử dụng các nguồn lực, à. đặc biệt là cái nguồn lực của nhà nước cho công tác này. À. Thế còn cái nguồn lực mà đối với phía mặt trận vận động rồi là cái thứ thì mình à, về phía mặt trận để có tên trách nhiệm là à, hướng dẫn động viên để tránh là những có những cái trường hợp mà là 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 nhất là các cái tổ chức cá nhân đã ủng hộ lại lại tập trung cho một số ít đối tượng một vài địa phương mà càng những vùng xa xôi khó khăn như biên giới hải đảo lại ít được chia sẻ vì cái sự chia sẻ này là có tính chất là à, khích lệ động viên và cái phần mà cái nguồn lực của xã hội cho cho nghèo. xin ông cho biết rõ hơn một chút về cái quy trình giám sát như là xác định đối tượng nghèo đấy thì bên mình sẽ giám sát như thế nào ạ? bởi vì um, giám sát của mặt trận là hình thức là giám sát thông qua uh, động viên người dân để giám sát tự người dân trong cái khu dân cư đấy, đấy thế thì cái quy trình mà xây, để xác định cái đối tượng mà nghèo rồi cận nghèo thì người ta bắt đầu là người ta làm từ ở uh, khu dân cư tức là thôn làng bản ấp xóm người ta làm lên uh, sau khi ra soát theo cái tiêu chí của nghèo đa chiều do do chính phủ đã ban hành mà bộ động thương binh xã hội đã tham mưu để xây dựng để người ta làm từ khuôn khu cư là lên sau đó đến cấp xã ra soát lại à, sau đó chuyển cái danh sách lên qua cho ủy ban nhân huyện và trực tiếp là phòng động thương binh xã hội để thẩm định Đấy. thế mặt trận thì có trách nhiệm gì mặt trận là cùng đây mặt trận tôi nói nghĩa rộng là gồm có cả các cái tổ chức chính trị xã hội nữa, và các cái tổ chức xã hội khác ở trên địa bàn là người ta tham gia vào trong cái quá trình ấy, Đấy. người ta cơ cấu ở những cái thành những cái uh, ban chỉ đạo thì trong cái ban chỉ đạo thì cũng là giám sát theo khi lập danh sách rồi thì kể cả các cái giám sát về nguồn lực. Thế ngoài ra thì khi mà uh, đối với người dân thì uh, giám sát cái 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 khi cái, cái, cái lập và phê duyệt cái danh sách ấy thì người dân người ta mới vì chỉ có người dân ở cái cộng đồng dân cư cái khu dân cư ấy người ta mới biết là a à, cái ông a này bị đưa vào danh sách hộ nghèo thì xứng đáng so với ông b có khi là để tránh cái trường hợp là uh, sót đối tượng hay là gì tránh cái trường hợp là chưa đúng đối tượng chứ không ừ. phải sai đâu nhé ừ. vì tất cả những danh sách tôi cũng đều biết là nếu mà khi đã đưa vào dây trách và hộ nghèo, hộ cận nghèo mà được uh, cơ quan có thẩm quyền là phê duyệt thì tại giả thoát. Nhưng mà chỉ có trường hợp tôi tôi nghĩ là nó không sai, nhưng mà nó chưa phù hợp. Chưa phù hợp. Ờ, chưa phù hợp. Còn những cái đồ những cái hộ gia đình nó đều cũng khó khăn, nhưng mà so với những hộ khác thì ví dụ như là cái hộ A lẽ ra là nếu mà xét theo tiêu chí nghèo đa chiều thì chưa chắc khó khăn hơn hộ B nhưng khi mà là hộ b lại không có tên đường giấy hộ nghèo còn thì hộ a lại có như vậy là chưa phù hợp dạ, vâng. Đấy, tôi, tôi không nói là sai mà tôi nói chưa phù hợp chưa phù hợp rồi, đúng không ừ. ạ dạ, vâng. dạ thưa quý vị và các bạn các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn thôn đảng, thôn bản đặc biệt khó khăn huyện nghèo và đời sống của người dân được nâng cao, tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị các bạn và các bạn trong khuôn khổ có hạn thì hai vị khách mời đã chia sẻ những ý kiến và những thông tin rất là bổ ích ạ và tọa đàn tầm quan trọng của chương trình giảm nghèo bền vững không để ai bị bỏ lại phía sau đến đây là kết thúc báo điện tử Việt Nam Net xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. thưa quý vị và các bạn giảm nghèo bền vững tránh tái nghèo là một trong những chủ trương lớn của đảng chính phủ và nhà nước và mặc dù những năm qua thì chúng ta còn nhiều khó khăn nhưng mà hàng năm thì ngân sách nhà nước đã dành hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư hỗ trợ trực tiếp cũng như lồng ghép thông qua chương trình dự án chính sách cho giảm nghèo thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Và ở phần 1 của chương trình chúng ta đã được nghe các khách mời chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích và con số cụ thể về công tác giảm nghèo bền vững. Ở ở phần 2 thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những góc nhìn khác về vấn đề này ạ. À. Và cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng với chương trình ạ. À. À, câu hỏi đầu tiên ạ, à, xin phép được hỏi ông Ngô Trường Thi Xin ông có thể cho biết đánh giá của mình về những thành tựu nổi bật cũng như là những hạn chế cần khắc phục của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo Bền vững giai đoạn 2016-2020 ạ à, Vâng à, Đánh giá những cái kết quả đạt được cũng như là những cái Hạn chế tồn tại Trong chiến giảm nghèo Giai đoạn 2016-2020 cũng đã được chính phủ tổng kết rồi Thì tôi xin tóm tắt lại thôi À trong 5 năm uh, giai đoạn vừa qua ấy, thì uh, tất cả các cái mục tiêu và chỉ tiêu chương trình đã đều đạt đạt và vượt và vượt kế hoạch đấy, tỷ lệ nghèo uh, chúng ta đã giảm từ 9,5% nghèo đa chiều xuống còn hơn 3% bình quân chúng ta giảm được cũng khoảng 1,5% đây con số giảm tương đối lớn đấy và cái này chúng tôi cũng đã thống nhất tổng kê là tổng kê rất đồng tình đánh giá mức độ giảm nên là là nó tương đối là phù hợp. Đấy. Và một cái nữa là là cơ sở hạ tầng bộ mặt nông thôn ở miền núi vùng sâu vùng xa đã được cải thiện rõ nét. Nó thể hiện qua là, là là ở mức độ đạt được ở các xã, đúng không? về cái giao thông, về trường học, về trạm y tế, về điện sinh hoạt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hầu như là đến trung tâm xã anh lương nhỉ trung xã là cơ bản chúng ta đã có rồi tôi nhớ chỉ còn có mấy huyện tây nghệ an là lúc giai đoạn cuối là tôi có đi là lúc đó còn là, là điện là chưa có thôi thế còn lại là và đối với những cái thôn bản đến tám nhỉ hơn tám là chúng ta đã có điện sinh hoạt cho người dân tôi nói là đấy là một cái thành tiệu phải nói cực kỳ là, là quan trọng à, thu nhập người nghèo đồng bào dân số đã được cải thiện là tăng lên từ một năm một sáu lần một sáu lần Đấy. thế rồi coi là uh, các cái chiều thiếu hụt trong tiếp cận cái đường sâu cơ bản thì đã được giảm đã được giảm tức là cái nâng cao mức độ với là cái cải thiện cái đời sống của người dân Để cái chung tôi nói nói vậy thôi thế nhưng mà những hạn chế tồn tại tôi cho rằng là đây là cái vấn đề chúng ta phải hết sức quan tâm uh, thứ nhất ý, là uh, chúng ta đang uh, thực hiện luật đầu tư công trong luật công thì có những quy định rất cụ thể. Đấy mà luật công thì chỉ có quốc hội được được quyền với là là, là 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 thay đổi thôi. Chính phủ cũng thay đổi được. Vì đã bố chi vốn rồi, muốn thay đổi thì phải quốc hội ủy, mà ít nhất phải ủy ban thường vụ quốc hội phải đồng ý thì mới thay đổi được. Đấy. Nhưng mà một cái quy trình tôi nói thật, một quy trình là từ khi mà quốc hội thông qua đến khi mà đến được như anh Đương nói là bìa trao địa phương ấy, chúng ta cũng mất thời gian lâu lắm. Rồi quy trình thủ tục phê duyệt cực kỳ là phức tạp bây giờ hình như tôi nghĩ là các cái cơ quan quản lý càng ngày muốn càng làm phức tạp hóa vấn đề cứ cố làm chặt để không thất thoát nhưng mà tôi những người thực hiện cực kỳ khó làm không phải dễ tí nào thì tôi rất mong muốn là uh, chúng ta đã có nguồn lực chúng ta có, đã có địa chỉ Đấy. chúng ta đã có cơ chế thì làm sao mà vốn phải được giải ngân nó sớm thủ tướng tôi thấy là thủ tướng cũng cũng luôn luôn là con là chỉ đạo và thúc đẩy nhanh đấy thế nhưng mà không nhanh được đâu bởi vì cái người làm bây giờ cũng sợ tôi thật sự đấy đúng không làm không cẩn thận là coi là cũng lại 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 có khuyết điểm đấy cái người phê duyệt là cũng sợ đấy cái thủ tục cái quy định là nếu ông ta làm không không trước tháng 10 của của năm hàng năm là chúng ta không được đưa vào danh mục đúng không thế mà để làm được việc đó nó phải đi từ dưới lên quy trình thủ tục tôi nhớ là cái đoạn trước ấy có đại biểu quốc hội nói là ở sân lan là chúng tôi làm rất đúng và rất nhanh rồi cũng phải mất năm mấy ngày mới 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 xong rồi một quy quy trình đấy. Thế rồi có những cái là chúng ta bố trí vốn nói là chúng ta đã bố trí vốn kịp thời đầy đủ. Thế nhưng mà để đến được cái đối tượng thụ hưởng ấy, thì nó là quá mất cái cái cơ hội được, đấy, để không dùng được. Thì thì chúng tôi nghĩ là bây giờ là cố gắng làm sao bây giờ chúng ta bố trí trung hạn ấy, anh, anh lương nhỉ, đầu tư công với trung hạn ấy thì phải giao quyền cho địa phương, giao quyền cộng đồng người dân để người ta được chủ động. Chứ nếu mà chúng ta quy định cứng như này thì có vốn cũng không làm được, thì rất lãng phí trong đó người dân thì đang đang lựa chọn. Đấy, đấy là một cái mà, mà mà mà, chúng tôi cũng cũng cho rằng là còn nhiều quy định nữa, nhiều văn bản dưới 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 luật cũng có nhiều vấn đề lắm. Không biết tôi không không rõ là đến giờ đã được sửa chưa. Thế nhưng mà đây là một cái mà cái tồn tại dần trước là chúng tôi cũng đã thanh giá. Cái thứ hai là cái hỗ trợ về sinh kế người dân ấy, mặc dù là đã được quan tâm thế nhưng mà cái thực hiện cũng là cả một vấn đề này cả một vấn đề làm sao mà nó phải gắn được với cái nhà nhu cầu của người dân đúng không nó phải người dân phải là chủ thể để để thực hiện Đấy, thì cái này nó cũng cũng còn khó và cái cái mà cái hỗ trợ có điều kiện là chúng tôi cũng đặt ra hay thế nhưng mà à, cái hưởng ứng của người dân, rồi của địa phương, địa phương thì cũng ngại, làm thế nó cũng mất nhiều thời gian lắm. Nhiều tôi nghĩ là nếu chúng ta mà làm tốt ấy, thì nó làm vào sự minh bạch đấy và gắn trách nhiệm người dân hơn rất nhiều. Đấy. Hơn là chúng ta cứ cho không, cái cho không tôi nghĩ đến giai đoạn này cho không là cái là 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 không nên, đúng không? Chúng ta chỉ cho không trong cái giai đoạn là người dân đang cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ người dân đã đỡ khó khăn rồi, thì phải phải cùng với với nhà nước để chúng ta cùng phải thực hiện và nó quan trọng nhất là không phải vấn đề tiền mà quan trọng là gắn với người dân tôi tôi nói chỉ đơn giản này thôi cũng là hỗ trợ con bò nhưng mà nếu mà chúng ta cho không ấy người dân sẽ không có trách nhiệm mà thậm chí nói thật với anh ấy, lương ấy là nhiều nơi bảo gì bỏ nhiều chán rồi không thích đấy trong đó ở miền xuôi hỗ trợ con bò là người ta quý lắm đấy thế thì chúng ta nên nên có một cái cơ chính sách này là người dân phải ít nhất phải tham gia muốn được hỗ trợ tham gia phải 10 20% đấy hoặc là sau này là khi nó sinh sản ra thì chúng ta phải phải có coi là cái 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 sẻ luân chuyển cho cho người khác cùng được hưởng Đấy. và cái quan điểm là anh lựa lúc đầu tôi đề ra là đã ví dụ hỗ tôi là chỉ con bò không phải là chỉ hỗ trợ mà đã hỗ trợ con bò phải hỗ trợ từ hai ba con nguồn nào nguồn ngân sách hỗ trợ nguồn vay ngân hàng nguồn tự lực của của gia đình từ hai ba con bò thì sau này mới ra được uh, sáu bảy con, chục con thì mới ra một cái cái cái, cái khoản tiền để chúng ta cần là uh, hỗ sửa chữa nhà ở hay chúng ta cho con cái học chúng ta có tiền đúng không? Còn một con bò không giải quyết vấn đề cả, cũng mất công chăn nuôi nhau. Thế nhưng mà uh, cơ chế này có chính sách có đấy nhưng mà thực hiện thì địa phương cũng không muốn làm, người dân cũng không muốn làm, ngại mà làm thế thì coi là nó phải mất công, mất sức. Đấy, thì đây là một cái chúng tôi thấy là à, chúng ta phải làm tốt cái công tác mà à, thống nhất nhận thức thống nhận thức ở đây không phải nói tuyên truyền mà phải thống nhận thức đấy, đây là trách nhiệm của cả địa phương của cả người dân à, khi tham gia đấy, đấy là một cái thứ hai cái thứ ba à, tôi nghĩ là một cái cái truyền thông ấy, vừa qua chúng ta đã làm rất tốt rồi nhưng mà cần phải làm tiếp tục nữa nó đa dạng hóa đi đa hàng hóa những cái thông tin hết sức là thiết thực những cách làm hay những cái mô hình tốt thậm chí cả những cái hiện tượng là không tốt chúng ta cũng nên đưa ra Đấy. để làm sao chúng ta tạo một cái, cái hữu ứng à, đến với cái là à, cả nước đến với mọi người để người biết để cùng thực hiện à, một cái điểm nữa là cái giám sát hình giả Đấy tôi 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 rất đồng tình là cái xu hướng sau này là chúng ta phải phân cấp cho địa phương càng nhiều càng tốt trung ương chỉ nên quản lý về mục tiêu thôi đúng không ban hành cơ chế chính sách đấy hưởng chứ trung ương đừng có ôm gì đúng không mà cũng ôm được đâu đúng không ông nào thích ôm mảnh tôi nói tổng huấn chương trình nào cũng có hỗ trợ sản xuất chương trình nào cũng có thế nên ở dưới địa phương người ta lồng ghép nó bắt nó lồng lồng nào được đúng không đấy, nên chăng là sau này là chúng ta nên từ trên cơ sở là lượng công chúng ta nên đẩy mạnh phân cấp toàn bộ cho địa phương, trung ương chính phủ ban hành cơ chế quản lý, đặt ra cái mục tiêu và kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện kiểm tra giám sát. đấy. thì và một cái 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 nữa tôi vẫn phải nhắc lại, đó là phải có một cái giải pháp, có những cơ chế, có những cái biện pháp để chúng ta thực sự là giao cho cộng đồng, giao người dân làm và cái này là rất quan trọng đối với vùng dân tộc của miền núi nếu chúng ta làm được việc này tôi nghĩ chắc chắn là cái mục tiêu của chương trình phát triển kinh tế vùng miền uh, núi dân tộc ấy sẽ đạt được thành công không phải trong năm tới đâu mà đến năm 2030 chúng ta đạt được và còn uh, có có ngang bằng cả nước không thì tôi không dám nói vì cái đó thì thực ra nó cũng rất khó đúng không nhưng nó giảm cái khoảng cách trình lệch giữa giữa cái vùng này với cái với cả nước và các cái các địa phương khác. Cảm ơn ông Ngô Trường Thi ạ. dạ quay trở lại với ông Hoàng Xuân Lương ạ. Dạ thưa ông. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu giảm nghèo, bên cạnh các chính sách thiết thực của nhà nước và sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể thì công tác truyền thông có vai trò rất là quan trọng. Ở xin ông có đánh thể đánh giá những cái vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và chỉ đạo điều hành của chính phủ trong việc thực hiện thắng lợi và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ạ. À, vâng. À, cái thực tiễn ấy, trong những năm qua nó chứng minh rất rõ là cái vai trò của cơ quan truyền thông báo chí ngày càng chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và nói riêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bởi vì báo chí của chúng ta thì không phải chỉ là có chức năng là tiếng nói của đảng, của nhà nước đâu. Mà đặc biệt báo chí còn là tiếng nói của người dân. Cho nên trong những năm qua là cái tính chất phản biện cung cấp những vấn đề từ thực tiễn ý kiến người dân rồi phát hiện ra những cái lỗ hổng những cái bất cập hạn chế trong thực hiện chính sách thì từ ý kiến người dân nó được thông qua báo chí để phản ánh lên đảng với chính phủ mới biết để mà điều chỉnh lại các cái chính sách thì cái này rõ ràng chỉ có báo chí mới công khai nói ra những điều đó tôi, tôi cho rằng ấy, là đánh giá thì báo chí không chỉ là truyền đạt được chủ trương chính sách của đảng pháp luật nhà nước đến với người dân mà tôi đánh giá rất cao cái mặt thứ hai, đấy chính là báo chí đã dũng cảm phát hiện ra các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống để phản ánh điều đó cho cả cấp các ngành để điều chỉnh quá trình tổ chức thực hiện chính sách. Thì tôi đánh giá rất cao cái tính chất phản biện đó. Và tôi cũng rất mong là ban tuyên giáo trung ương, hội nhà báo Việt Nam cần phải có những cái cơ chế chính sách để bảo vệ báo chí trong thực hiện chức năng phản biện xã hội. Để làm thế nào đó Báo chí của mình không chỉ là thực hiện tốt tiếng nói của đảng, của nhà nước mà còn là tiếng nói rất quan trọng của người dân. À, thưa ông Ngô Trường Thi, trước đây thì theo đánh giá của chương trình phát triển của Liên hợp quốc, các chương trình giảm nghèo giai đoạn trước có nhiều chính sách trồng chéo, dẫn đến việc bất cập trong đầu tư, quản lý, điều hành và giám sát. Vậy chương trình giảm nghèo giai đoạn này đã khắc phục được cái vấn đề này ra sao những cái tồn tại này ạ? À? À, thực ra thì tôi cho rằng này tôi làm việc Liên hợp quốc rất nhiều. À, đánh giá nó chỉ là ở một khía cạnh bởi vì thực ra là chúng ta phải xuất phát từ một cái 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 cơ chế chúng ta chúng ta mới mới nhận xét được không? tôi nói các cái kể tôi tôi phải nói luôn là kể các cái tổ chức như UNDP, World Bank cũng người ta có nhiều cái quy định nó ràng buộc nó cũng phức tạp lắm đấy để triển khai được một dự án làm chuẩn bị đầu tư mất 2 năm đúng không anh lương nhỉ mất hai năm chứ không phải ít đâu thì đấy là một cái cơ chế người ta đấy còn người ta nói là mình hay là thế này nọ Đấy là cách nhìn nhận người ta Đứng ở giác độ người ta nói về mình Nhưng mà tôi cho rằng này Cái gì đúng thì mình cũng phải nên tiếp thu nghiên cứu Thế nhưng mà có điều là như lên những cái chuyện chúng ta vừa nói nó là vấn đề là từ cách thiết kế các chương trình thì dẫn đến sự sự trồng chéo đúng không mà trồng chéo trong cả thực hiện nữa thế thì chúng ta phải dần dần sửa đổi làm sao mà từng chương trình từng chính sách nó phải có cái phạm vi nó rõ ràng đối tượng cụ thể nó minh bạch để hạn chế sự trồng chéo hạn chế thôi ở đây nó không trồng chéo là không có đâu nó phải hạn chế sự trồng chéo Đấy. thứ hai là cái uh, quản lý và điều hành thì tôi rất mừng nãy anh lương nói là quốc hội và chính phủ đã có chủ trương rồi ví dụ như vấn đề là phân cấp cho chuyển vốn toàn bộ địa phương đấy là một cái đã, đã, đã có sự thay đổi rồi đấy chúng ta từng bước vì nó liên quan đến vấn đề luật pháp đúng không không phải cái gì chúng ta muốn người chúng ta làm được nhưng cái gì chủ quan chúng ta phải phải sửa à, giám sát thì tôi thấy là giai đoạn này quốc hội là cũng 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 tiến hành là các cái đợt giám sát đúng không chuyên đề đã rất sớm đúng không? ngoài ra còn có giám sát của cơ quan quản lý nữa thì cái này cũng cũng rất tốt đấy thế còn à, nhưng mà có những điều như đã chúng tôi đã nói rồi đấy đó là cái những vương mắc trong cái tổ chức thực hiện đây nó có cả hai mặt một là từ cơ chế chính sách đấy hai là từ cái khâu tổ chức thực hiện thì chúng ta cũng phải từng bước để chúng ta phải khắc phục đúng không? còn tất nhiên tôi cũng rất đồng đồng cảm với những nhà hoạch định chính sách ý. có những cái là đã luật ban hành chúng ta không thể làm khác luật được ngay cả khi chúng tôi làm nói bộ đề chính bộ đầu tư và anh ơi cái này thì anh phải đề nghị sửa luật thôi còn bây giờ thì chúng tôi cũng không thể làm khác được đấy mà chính phủ cũng không thể làm khác được mà phải ủy thường vụ quốc hội đấy ủy thường vụ quốc hội cũng không làm được phải là ra quốc hội đấy thì có cái là đã gọi là về cái quản lý theo pháp luật ý, thì nó không được trái đổi trái nhưng mà chúng ta phải từng bước để chúng ta sửa đổi nó phù hợp nhưng cái này phải có thời gian chứ không phải luật ban hành xong là chúng ta bảo sửa sửa ngay đâu đúng nó phải đánh giá tác động đánh giá thực hiện thế nào người ta mới sửa được đấy nhưng mà cái liên quan đến cái thực hiện đấy, thì tôi nghĩ là uh, nó nó phải quy định trách nhiệm rất rõ ràng đấy cấp nào làm gì làm như thế nào bao giờ xong nó phải rõ đúng không? chứ không thì cũng là đùn đẩy nó sẽ dẫn đến đùn đẩy À, địa phương đẩy hay trung ương, trung ương đẩy địa phương, đấy thì nó sẽ chậm cái tiến độ. vốn thì bố trí rồi, tiền thì không đến được với dân. thì à, đấy là những cái việc chúng tôi nghĩ là à, phải phải nên khắc phục, đấy, khắc phục trong cái chứ về mặt chủ quan đã, đúng không? Còn cái gì đó là khách quan thì chúng ta phải từ bước thôi, đúng không? cũng không thể nóng vội được, cứ bảo là cái này nó nó nó, nó sai đấy phải sửa ngay. đây sai chỉ đứng ở một giác độ thôi, nhưng đứng tổng thể chưa chắc đâu. đấy thì tôi tôi tôi, tôi có một số ý kiến như vậy. Đúng ạ. Dạ, thưa ông Hoàng Xuân Lương, có một số ý kiến cho rằng là những địa phương nào mà coi cái người nghèo là đối tác để phát triển và không coi họ là những đối tượng trợ giúp xã hội thì những địa phương đó mới có cái sự bứt phá về công tác giảm nghèo. Ông nhận định ra sao về cái ý kiến này ạ? hoàn toàn đồng tình với cái nhận định này. Trong cái nghị quyết số 88 của Quốc hội về phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam ấy thì có một quan điểm mới rất hay mà đấy chính là cái gốc của vấn đề để chúng ta triển khai xây dựng chương trình quốc hội có nêu ra một cái quan điểm là phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số là đầu tư cho phát triển đất nước. Đấy, đây đây một quan điểm cực hay, quan điểm này tức là nó đặt người dân tộc thiểu số đặt vùng dân tộc thiểu số trong cái chiến lược phát triển có họ là chủ thể chứ không phải chỉ là cái đối tượng để thủ hưởng ngôi chờ đợi chính sách và có những cái chính sách đây chỉ là chính sách nhân đạo xã hội nó không phải đấy chính là cái chính sách phát triển chiến lược đấy đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số là đầu tư cho phát triển chiến lược đất nước bền vững đấy thì tôi cho rằng cái quan điểm này hoàn toàn đúng đắn tôi lấy những cái đơn cử rất cụ thể nếu như mà chúng ta không để cho người dân tự phát huy được cái bản sắc văn hóa của họ thì không thể nào nhà nước có đủ nguồn lực để đầu tư cho đến tận làng bản về cái sức phát triển văn hóa đấy bây giờ rõ ràng ở đất nước ta nhà nước chỉ bán hành chương trình về phát triển văn hóa dân tộc thủ số nhưng mà từ dưới dân những địa phương nào quan tâm là người dân tự nguyện hình thành các cái tổ đội nhóm sinh hoạt văn hóa cộng đồng giới nên toàn bộ cái đến ngày lễ hội là người dân hoàn toàn tự nguyện nhà nước không hề cần phải một đầu tư cái gì cả tất cả sinh hoạt văn hóa giới làng bản là người dân hoàn toàn tự nguyện hết cái sinh hoạt văn hóa đó chính là cái yếu tố để nó khơi dậy cái lòng tự hào tự tôn dân tộc để người dân là đứng vượt qua vươn lên và có một cái địa phương mà tôi nghĩ là đảng nhà nước ta cần phải có chỉ đạo tổng kết đó là tôi rất ấn tượng về cái huyện hải hậu của tỉnh nam định cái huyện hải hậu là một cái huyện mà tôi đánh giá rất cao về cái tính chủ động trong xây dựng nông thôn mới cái đầu tiên, cái đầu à, tiên xây dựng nông thôn mới và cái huyện này cái ấn tượng lớn nhất mà khi chúng tôi về đó là lãnh đạo của huyện rất coi trọng cái tính chủ động sáng tạo của người dân huy động người dân vào trong phát triển và đặc biệt đấy là một cái vùng là theo đạo thiên chúa một trong những cái trung tâm của đạo thiên chúa nhưng mà cái gắn kết từ sự tôn trọng của người dân đặt người dân là chủ thể chứ không phải là chủ động chính sách nhân đạo cho nên là không những là huy động được đồng bào bên lương mà cả đồng bào bên giáo kể cả các cái lĩnh vực chức sắc đều chủ động sáng tạo để mà xây dựng các cái chương trình kinh tế xã hội và chương trình văn hóa tôi lấy một cái đơn cử là bây giờ từng người dân ở hải hậu dù cho đó là bên nước hay bên giáo đều chủ động xây dựng cái vườn hoa cái đường hoa vào trong nhà mình tức là hai bên một cái đường ấy là người dân tự nguyện là hiến đất và bây giờ là tất cả các cái đường ngõ mà đi vào trong thôn xóm của huyện hoài hậu là đều có hai làn ô tô tránh nhau được và hai bên cái tuyến đường đấy là người dân tự trồng hoa từ trồng hoa theo một cái mô hình chung của huyện còn lại toàn bộ là người dân tự bỏ tiền trồng hoa như thế là đi vào trong cái đường thôn bản ô tô tránh nhau được và hai bên là hoa những cái đường làng hoa như thế phải nói là người dân tự nguyện để tham gia chương trình kinh tế xã hội tôi cho rằng cái mô hình của Hải hậu Nam định ấy là cần được tổng kết đánh giá và đó chính là cái yếu tố đặt con người trong sự phát triển ừ. tôi tôi, tôi thêm ý này nữa dạ. à, tôi rất đồng tình với cái cái đặt vấn đề à, trong cái đánh giá về cái là kết quả nhiều những năm vừa qua ấy, thì chính phủ đã đánh giá rồi tức là những nơi nào mà địa phương được cấp ủy chính quyền quan tâm và coi giảm nghèo là một cái là cái nhiệm vụ trọng tâm ấy thì kết quả là rất tốt ngược và ngược lại đấy và chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi là tại sao cùng mặt bằng, bằng chính sách cùng cơ chế có địa phương làm tốt địa phương làm không tốt đấy. và một điểm nữa là thực ra thì chúng tôi từ trước nay luôn đặt trong giảm nghèo trong sự phát triển nó nằm trong hệ sống an sinh đấy nó nằm ở trong cái mà cái tiếp cận thị trường ấy cùng việc làm về đào tạo nghề ấy. chứ còn không phải là vấn đề trợ cấp trợ cấp xã hội nó là đối tượng khác trợ xã hội nó có là trợ cấp thường xuyên cho nhóm đối tượng yếu thế như là người tàn tật, người già, trẻ em uh, mồ côi hoặc là có những trợ cấp nó đột xuất như là cái cứu cứu trợ thiên tai lũ bão vân vân. Đấy. Và khi chúng ta xác định được là giảm nghèo nó nằm trong cái chiến lược phát triển ấy, chúng ta mới có được cái giải pháp có những cái biện pháp để chúng ta coi là tác động tốt. Còn nếu mà coi giảm nghèo chỉ làm cái trợ cấp không thì cái đó một cái sai lầm. Là sai lầm thì không bao giờ chúng ta có thể đạt được mục tiêu này cảm ơn ông Ngô Trường Thi và ông Lương Học Xuân Lương ạ. giả dạ, thương ông Ngô Trường Thi, việc đa dạng hóa hỗ trợ sinh kế đã giúp người nghèo thoát nghèo bền vững thế nào? Và theo ông thì cách hỗ trợ này đã góp phần hiệu quả ra sao trong việc uh, triệt tiêu cái tâm lý ỉ lại, trông chờ của một bộ phận người nghèo hiện nay ạ? À, thực ra thì uh, cũng phải đặt lại một cái, uh, vấn đề là nói về cái người nghèo đồng bào dân tộc số là ỉ lại thì nhiều khi oan cho người ta. Đấy. Tất nhiên cũng có thể có anh Lương ạ, nhưng mà oan cho người ta đấy. bởi vì này chính cơ chế chính sách chúng ta tạo ra sự ỉ lại của người ta đúng không ạ à, chứ tôi nhớ trước đây là khi mà đi um, giám sát quốc hội hội chị trương thị mai nên làm chủ nhà vấn đề xã quốc hội tôi đã nói báo cáo với, thưa với chị này bây giờ người ta cứ bắt cho cái người ta có người ta không muốn nhận cũng phải nhận thì, thì có phải có phải là bảo người ta ỉ lại không phải người ta muốn cái khác thì mình không cho mình cho cái người ta không cần đúng không cái là cái gì thứ hai là người ta không được quyền đưa ra nguyện vọng đâu. Đấy. Thế do đó ở đây đặt vấn đề là trước khi nói người ta ỉ lại thì mình phải xem lại cách làm chúng ta. Chúng ta mang đến cho người ta cái gì, đúng không? Mang đến cho cái gì thì mới là cái quan trọng. Đấy. Thế do đó là quay trở lại câu chuyện về cái hỗ trợ sinh kế thì như tôi nói, à, chúng anh lượng nói là tại sao có rất nhiều mô hình cũng rất hiệu quả nhưng mà khi kết thúc ấy, thì cái phát huy là không cao bởi lý do cách làm chúng ta cách làm chúng ta là không có phát huy được cái là cái trách nhiệm của cái là đối tượng tham gia đúng không chúng ta làm là làm kiểu như là tôi tôi thật là nhiều mô hình hỗ trợ xuất của bên nông nghiệp anh lương tức là làm để xong để quyết toán xong là xong nhưng cái đó trong giảm nghèo không phải thế nó vấn đề nó phải có tác động nào đến tới đối tượng thụ hưởng đúng không không phải vấn đề quyết toán tiền long đúng không nó phải nó phải ở lại ở lại với 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 người dân đấy do đó là tôi thì tôi cho rằng là một cách hỗ trợ tốt nhất ý, là chúng ta đừng sợ là người nghèo cái người nghèo đồng bào số là 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 thiếu quá không đóng góp là không phải đâu 10% cũng được không quan trọng là nhưng mà gắn một chút trách nhiệm vào đấy và người ta có được coi là cái cái tiếng nói của người ta người ta cảm thấy rõ ràng hơn bây giờ tôi nói với anh lương với, với các bạn này bây giờ kiểu đi siêu hạt lớp chẳng hạn gặp mặt nhưng mà ông nào đứng ra tài trợ thì những ông khác được một lần thôi lần sau người ta không đi nữa tại sao tôi chả có tiếng nói cả đúng không tôi không tiếng nói các vị có tiền các vị bỏ ra còn mà tôi thì không có tiền tôi không tham gia đấy người nghèo cũng vậy đấy. chúng ta phải đặt ra những cái gọi là điều kiện thứ nhất là anh phải tự nguyện anh tham gia thứ hai anh phải có một đóng góp gì đó trong quay là cái giá trị của sản phẩm này đúng không cái thứ ba anh phải có trách nhiệm cộng đồng sau khi anh đã có được cái sản phẩm đấy tôi nói ví dụ thế thì như vậy là cái mô hình sinh kế nó sẽ gắn ở lại lâu với người dân và đồng thời nó sẽ hạn chế được nghỉ lại. Bởi vì này anh Dương ạ, à, tôi cũng rất buồn là trong cái quá trình làm ấy có một số địa phương người dân ta nói này thì cũng, mình cũng phải là mình phải suy nghĩ tại sao tôi cũng nghèo nhưng vì tôi cố gắng thì tôi đỡ khó khăn hơn. Nhưng mà cái những người không chịu làm ăn ấy thì suốt ngày đều hỗ trợ công bằng ở đâu? Không người ta nói cô đâu mình phải suy nghĩ đúng không? Thế tại sao mình chỉ hỗ trợ cho người mà không chịu làm? mà những người người ta cũng khó khăn người ta làm là mình không hỗ trợ thì đấy là cái nó không công bằng. Và cái quan trọng nhất chúng ta phải tạo ra được sự công bằng trong cái hỗ trợ và nó phải tạo được một cái cái gắn kết trong hỗ trợ để làm sao mà hỗ trợ của nhà nước khi đã kết thúc rồi thì nó vẫn ở lại với người dân có ý kiến như thế này cho rằng là cái việc mà để mà hỗ trợ giảm nghèo và phát triển các chương trình chính sách mô hình đấy muốn hiệu quả thì bên cạnh cái sự hỗ trợ của nhà nước thì chúng ta cần phải gắn cái trách nhiệm của người dân cũng như là câu chuyện là ở phía văn phòng giảm nghèo quốc gia hỗ trợ nuôi dây tại thanh hóa chẳng hạn là chúng ta chỉ cung cấp con giống thôi nhưng việc xây chuồng phải là người dân người ta tự bỏ tiền ra tức là cùng đầu tư thì khi mà họ bỏ cái tiền vốn ra thì họ mới có trách nhiệm để với cái đồng vốn của thế mình. Là và điều kiện. Vâng đấy. Điều thì điều kiện đấy. thì theo ừ. hai vị khách mời thì uh, nhận định ra sao về cái ý kiến này? Xin mời ông Hoàng Xuân Lương ạ. Dạ. Tôi cho rằng là uh, ông cha ta trước đấy thường hay nói đấy, Cho cần câu tôi không cho con cá đấy uh, là rất đúng thôi. cái hướng của chúng ta đấy là làm thế nào đó để làm huy động cho được cái sức sáng tạo người dân. Uh, cho nên tôi đồng tình cái hướng là Cả đồng chí lãnh đạo và ủy ban dân tộc của chính phủ cũng đã thống nhất tức là từ nay trở đi chúng ta đề nghị nhà nước là cắt hoàn toàn cái chính sách cho không chỉ trừ cả các đối tượng xã hội nếu đơn thiệu mất sức lao động thì chúng ta chuyển sang đó là các cái đối tượng trợ cấp xã hội đó chứ còn nhìn chung về chính sách đối với người nghèo là chúng ta phải cắt bỏ các cái chính sách cho không mà hướng đến đấy là chỉ có hỗ trợ vay vốn với cái lãi suất ưu đại hơn và hướng cho họ cái cách sản xuất để làm thế nào họ tự sản xuất con cá để mà, mà tự cấu Đấy, họ phải làm nó được cá chứ không thể ngôi nhân được cho cá được. nhưng tôi cho rằng đó là cái hướng phát triển của những định hướng chính sách trong những năm tới à, và chúng ta cho đó là phải là một định hướng đúng vậy. về phía của ông Ngô Trường Thị, ông đánh giá sao về cái ý kiến này ạ? thì tôi đã trao đổi rồi nhưng mà tôi à. nói thêm là cái quan trọng nhất là à, ngoài cái vấn đề là hỗ trợ có phải gắn gắn với điều kiện ấy. thì chúng ta cũng phải làm sao mà khơi dậy được cái ham muốn là làm giàu của người dân chứ đừng để tự bằng lòng anh lựa nguy hiểm lắm bà con mình nói thật sự rất tốt thế nhưng mà hay bằng lòng với cái mình có có một chút chút là thôi thế này được rồi không làm nữa Đấy. và tôi quay lại một câu chuyện là một con bò không giải quyết vấn đề đâu đúng không chúng ta phải hỗ trợ phải từ phải hai ba con bò trở lên bò sinh sản ấy. đấy nguồn vốn có phải thiếu đâu có cả nguồn vốn hỗ trợ ngân sách nước của cả ngân hàng chính sách xã hội đúng không của cả cái là cái hỗ của của vốn tự có người dân tự lực của người dân nhưng mà khi ngay cả đây về quê anh lương tôi vào mấy, mấy huyện miền tây ấy mà xuống xem con bò ấy sung sướng lắm bảo thế sao không không mua hai ba con đi mà không có tiền anh ạ báo cáo bác là không có tiền tiền đây ngân hành sách đi theo tôi phải có và có bác ạ nhưng mà sợ vai không trả được thì tôi cũng thua đấy tức là đấy cái quan trọng nhất là cái ý thức người dân đã được hỗ trợ mình phải tiếp nhận là hỗ trợ nó hiệu quả đúng không đấy nhưng mà cái này thì nó phải nó phải là thay đổi thay thay đổi cái cái suy nghĩ để thay đổi suy nghĩ nó phải có quá trình chứ chúng ta cũng không mong muốn là một hai ngày thay đổi đâu ngay bản thân em bị thế anh lương nhỉ nói thế thôi đặt làm được gì nó lớn lớn một chút là cũng phải suy nghĩ đấy thì nhưng mà cái quan trọng nhất tôi cho rằng là phải thay đổi nhận thức đúng không để làm sao chúng ta đã làm một việc ấy thì nó sẽ ra một hiệu quả cao hơn chứ chúng ta đừng nên làm cái gì đó. Nhiều nhỏ 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 thì nó không giải quyết thay đổi cuộc sống được Sơn Lương ạ. Dạ thưa ông, như ông vừa nói là cho người dân câu cả chứ cần câu chứ không nên cho con cá đấy. Vậy thì ngân hàng chính sách xã hội được cho là một trong những chiếc cần câu để giúp người dân tự lực tự cường về cái cuộc sống của mình. Vậy thì ông có thể đánh giá thế nào về cái vai trò hiệu quả hoạt động của cái ngân hàng chính sách xã hội này và cũng như là các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình hiện nay? cái mô hình ngân hàng chính sách xã hội là một sự sáng tạo của Việt Nam chúng ta trong cái chính sách giảm nghèo thì chúng ta hình thành một cái hệ thống ngân hàng chính sách xã hội này thì tôi đã từng làm bí thư huyện ủy cho nên tôi hiểu cái vai trò của ngân hàng chính sách xã hội đối với người nghèo rất là tốt rất cao vai trò cao lắm cho nên là có thể nói là ngân hàng chính sách xã hội đã đóng góp một cái vai trò rất quan trọng trong cái việc giảm nghèo ở vùng đồng bào nông thôn miền núi đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số. Nên cái chính sách là hết sức đúng đắn Hàng năm như vậy là chính phủ hỗ trợ để cho ngân hàng chính sách xã hội có cái nguồn lực để trực tiếp hỗ trợ cho các hộ gia đình. Và cái vay vốn ấy là cũng với cơ chế là hết sức là thuận lợi. Người dân thì ngày càng là giảm bớt các thủ tục để người dân có thể là đến vay ngân hàng chính sách xã hội cái thuận lợi nhất và cái hiệu quả của nó là cũng ngân hàng chính sách xã hội có một cái mặt tốt là không chỉ là người cho vay tiền đâu mà họ còn có cả một cái phương thức phối hợp với khuyến nông khuyến lâm khuyến ngư và cán bộ của họ cùng với cán bộ cấp các ngành của huyện ấy là xuống đến từng thôn bản để hướng dẫn cái cách sử dụng đầu vốn đấy làm thế nào cho có hiệu quả thì tôi đánh giá rất cao cái vai trò của chính sách xã hội trong những năm qua Vậy còn với những cái mô hình cho hỗ trợ phát kỷ, triển kinh tế hộ gia đình ạ, thì ông đánh giá thế nào đối với đặc cụ thể là với lại các vùng khu vực nghèo hiện nay là thì, sao? Cái việc sử dụng nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội như lúc đầu tôi còn nói với hình ảnh cách đây 10 năm ấy <laughs> là vay tiền về thì, chồng mua rượu uống vợ thì sợ mất tiền thì lại gói tiền lại bỏ trong ống nửa rồi cất đi đến mái nhà để đến thứ kỳ thì trả lại nhưng bây giờ cái đó ở vùng đồng bằng dân tộc thiểu số không còn nữa là bởi vì là được hướng dẫn chi tiết cho nên người dân biết sử dụng nó vào trong chăn nuôi gia súc rồi trong phát triển là trồng cây dưới tản rừng tức là bây giờ người dân là biết sử dụng ở trong lòng rừng đấy là biết trồng những cây dưới tán rừng rồi biết hình thành cả cái mô hình sinh thái du lịch mà cái du lịch sinh thái này thì phải nói ở vùng miền núi phía bắc rất đẹp cho nên là hội gia đình nào mà biết phát huy cái sức đẹp của thiên nhiên đấy vào trong phát triển sinh thái văn hóa tộc người gắn với du lịch là cực kỳ tốt. Thì các bạn có thể là đi khắp cái vùng miền núi phía Bắc của dân tộc Việt Nam chúng ta là đều thấy được tất cả các mô hình phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững của người dân tộc thiểu số bây giờ. Hội chút. Dạ, vâng, tôi cũng là nguyên là chuyên gia tư vấn về chế hội. Dạ. Thì phải nói này, À, trong cái thực hiện cái mục tiêu nghèo giảm nghèo và nghèo đa chiều ở Việt Nam ấy, thì cái ngân hàng xã hội đóng góp phải nói cực kỳ lớn. À, hiện nay thì ngân hàng xã hội có khoảng hai mấy chương trình ấy, tôi không nhớ nhưng mà tác động đến người nghèo chúng ta có chương trình hỗ cho vay hộ nghèo này, hộ cận nghèo này, hộ mới thoát nghèo đúng không? Tức là không bỏ sót đối tượng nào cả. Chúng ta có chương trình cho việc làm đúng không? Một chiều thiếu hụt chưa? Chúng ta có cho vay học sinh sinh viên đúng không? chúng ta có cho vay nước sạch, có chương trình cho vay nước sạch, có chương trình cho vay đối với đồng bào dân tộc, đúng không? Có và một số chương trình khác nữa. Thì như vậy là cái đóng góp của ngành chính xã hội là cực kỳ là quan trọng, quan trọng. Mà chính nó là một cái 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 giải pháp để 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 để, để, để tăng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Đấy. Và Uh, trong những năm qua thì phải nói là nhà nước, uh, quốc hội, phải nói là quốc hội và chính phủ rất quan tâm. Cũng thường thường xuyên bổ sung những vốn điều lệ, uh, cũng như cấp bùi trên lệch, lãi suất lãi suất huy động với với cho vay để ngân hàng sách có thể thực hiện được những cái nhiệm vụ này. Và trong hệ thống chính sách giảm nghèo, như tôi nói đây, từ đầu buổi, ấy, thì cái vai trò ngân hàng sách là hết quan trọng, hết sức quan trọng. Nó, nó sẽ giúp cho người nghèo nói chung và đồng bào dân tộc số có được một cái vốn để có thể là thực hiện được cái những cái hoạt động mà mình đề ra nhưng mà nó sẽ dần dần giảm bớt một cái tính là coi là ỷ lại và cái mà hạn chế cái khoản cấp cho không như trước đây đấy nhưng mà tất nhiên là để làm tốt hơn nữa thì tôi thì tôi vẫn nói với ngành xã hội trước đây ấy là cái sự mà kết hợp với giữa cái cho vay và cái Uh, chuyển giao kỹ thuật ý, với bộ ở bộ nông nghiệp ấy là cần phải gắn kết hơn nữa. thì cái này khi đánh giá tôi cũng nói luôn mà là nó chưa gắn đánh giá, nó nó chưa gắn kết lắm đâu. đấy. làm sao nếu gắn kết được hai cái này thì tạo ra một cái sức sản xuất rất lớn. đấy. và cái cái nữa là coi là cái 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 mức vay thì bây giờ là cơ bản là ổn rồi, cơ bản là ổn rồi. thế nhưng mà mình phải linh hoạt một chút, nhiều khi có những khoản vay mình nên linh hoạt để giải quyết những cái nhu cầu uh, cho người dân. Hiện nay là kể cả ngân hàng xã hội cũng đã vừa rồi cũng tham gia cả cái cái mà hỗ trợ Covid anh 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 lương ạ. Đúng, mà dù lúc mà chúng tôi nghỉ rồi nhưng mà tôi biết là có tham gia cả hỗ trợ Covid rồi hỗ trợ cái cái cái, cái ổn định người lao động đấy, nhà ở người lao động là cũng, cũng cũng có cho vay. Thế như vậy là cái vai trò ngân hàng xã hội cực cực kỳ quan trọng luôn. Và như anh lương nói đây là một cái cái mô hình chúng ta cũng học tập của của của, của của của, của của Bangladesh à? hay là hay, nhưng mà chúng ta làm khác và đây là nhà nước đứng ra làm đấy chứ các nước khác là đấy là tư nhân làm mình là nhà nước đứng ra làm và có một cái kênh hỗ trợ rất tốt ngoài các uh, hệ thống ngân hàng thương mại khác thưa anh vị khách mời ạ báo chí truyền thông lâu nay lâu nay chúng ta vẫn biết được đến là một cái vai trò rất là lớn trong cái việc mà tuyên truyền các chính sách rồi là hệ thống văn bản hệ thống chính sách văn bản của nhà nước về công tác giảm nghèo cũng như là các hoạt động vậy thì uh, hai vị khách mời có thể chia sẻ thêm một chút là uh, bên cạnh đó thì lấy, uh, cái công tác biểu dương và đi vào những cái mô hình cụ thể cũng như là những cái gương điển hình tiên tiến ấy, thì đã có tác động như thế nào đến cái việc mà thúc đẩy cũng như là uh, nhân rộng hơn nữa những cái mô hình phát triển kinh tế xã hội cũng như là giảm nghèo bền vững tại các địa phương ạ mời ông uh, ông Trường Thi ạ tức là cái truyền thông ở đây là nó có cả hai mặt tức là nó có cả phản biện uh, cả tiêu truyền cả phản biện đúng không uh, về tuyên truyền thì tôi thấy này ví dụ là những cái từ những cái gương điển hình như là làm đơn thoát nghèo ở cái bà cụ thanh hóa chẳng hạn thì lan tỏa các địa phương khác thì tôi nói cái cực kỳ tốt luôn đúng không hay là cách làm của những cái mô hình cách làm của một số địa phương cũng đã được cái là là, là 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 cơ quan truyền thông là đưa lên đấy thì nó tạo sự lan tỏa lan tỏa đấy và tôi cho rằng là uh, nếu mà chúng ta làm tốt ý, mà lại được cộng hưởng với cái là truyền thông nữa thì tạo ra một cái cái hiệu ứng rất tốt rất tốt ngoài ra thì tôi thấy là cũng về phản biện là truyền thông đưa ra cũng cũng rất nhiều cái 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 phản biện đúng đấy và từ đó thì nó tạo ra để cơ quan quản lý là có những cái điều chỉnh hoặc là phải kiểm tra lại đấy bởi vì là chúng ta cũng rất tin tưởng thôi nhưng mà trong thực hiện phải luôn luôn có kiểm tra giám sát đặc biệt là có những vụ việc xảy ra chúng ta cũng phải làm nhưng mà tôi tôi, tôi chỉ mong muốn là uh, uh, truyền thông ấy thì uh, hãy đi sâu hơn nữa hãy có những cái là uh, phát hiện thực tế hơn nữa đấy để làm sao và vừa có một cái uh, tuyên truyền nhân rộng nhưng đồng thời có những phản biện nó sắc đáng để giúp cho cơ quan lý nhà nước giúp cho những cái uh, chính quốc hội, hội chính phủ là có những điều chỉnh nó kịp thời về mặt cơ chế chính sách để làm sao mà tạo một cái sự đồng thuận cao hơn trong xã hội, tạo ra một cái nguồn lực lớn trong xã hội và thực hiện được cái mục tiêu mà giảm nghèo nói chung cũng như là phát triển xã hội bền vững ở vùng dân tộc thiểu số miền núi. Cảm ơn anh khách mời. Thưa quý vị và các bạn, đối với vùng dân tộc thiểu số miền núi, thì công tác giảm nghèo bền vững đã là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức là quan trọng và cần thiết cấp bách đối với việc nâng cao thu nhập cho người dân, giảm kèo bền vững cũng như là phát triển đời sống kinh tế xã hội tại các địa phương này. Và trong một cái khoảng thời gian rất là hạn hẹp của chương trình thì hai vị khách mời đã cung cấp rất là nhiều những thông tin bổ ích bao trùm về vấn đề này. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.